Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Nhân tại tống võ viết nhật ký, bắt đầu ngộ tính nghịch thiên diệt lăng trần xuyên qua tống vũ thế giới, bắt đầu trở thành thiên đao tống khuyết cháu ngoại. Cũng là phế vật bắt đầu, trở thành trò cười, may mắn thức tỉnh nhật ký hệ thống. Đùa dẫn một đám nữ hiệp, đạt được ngộ tính nghịch thiên, tiên thiên đao cốt. Các nữ hiệp một đám nếu không phải băng cơ ngọc cốt, chính là khuynh quốc khuynh thành bế nguyệt tu hoa vì phòng ngừa chính mình các nữ hiệp bị bắt cóc hoặc là bị nhớ thương hắn dứt khoát hành tẩu thiên hạ dự định đem một đám nữ hiệp mang về nhà nuôi dùng không được thì để đó nhìn cũng đẹp mắt chỉ bất quá đường xá xa xôi luôn đụng phải địch nhân chặn đường vì thế hắn giận chém cường địch danh chấn thiên hạ tống khuyết ta không ra tay truyền nhân của ta đánh khắp thiên hạ vương tiên chi ta không bằng hắn hắn vươn ra một ngón tay ta cũng cảm giác trời sắp sập. Yêu Nguyệt Nửa năm trước đã nói muốn tới Di Hoa Cung, sao bây giờ còn đang trên đường? Tiểu Long Nữ Ta đem bộ quan tài sư tỷ kia cho ngươi dùng. Hoàng Dung Đồ ăn em làm rất ngon, anh muốn. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 thức tỉnh ký ức, nhật ký hệ thống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thần châu mênh mông, vắt ngang ức vạn dặm núi sông. Thần châu rộng lớn trên mặt đất, lại có tám đại hoàng triều lẫn nhau chinh chiến không ngớt. Phân biệt là Đại Tần, Đại Tùy, Đại Minh, Đại Tống, Đại Hán, Mông Nguyên cùng với Bắc Ly và Ly Dương. Ngoài ra, còn có vô số thế lực đại lý, đột quyết, thổ phiên, hung nô, Tây Hạ, Bách Việt trộn lẫn trong đó đương kim chi thế có thể nói là võ phong nồng đậm cường giả vô số có cường giả có thể một kiếm khai thiên một chưởng vỡ biển cũng có vô thượng đao khách có thể một đao chém diệt thiên khung thần châu giàu có và đông đúc cửu đại hoàng triều phồn vinh trong đại tần tổ long sau khi quét sạch sáu nước mở hoàng triều hiện giờ quốc lực cường thịnh chư tử bách gia như hoa hạ tranh ô nở rộ trong đại tùy thánh ma hai đạo cao thủ vô số mà tam đại võ đạo tông sư càng là nghe đồn đã chính là lục địa thần tiên cao thủ. Đại minh võ đan, thiếu lâm nguyên viễn lưu trường, trường thịnh bất suy, còn có nhật nguyệt thần giáo, di hoa cung các thế lực cường thế quật khởi. Ly dương bên trong, càng là cường thịnh vô cùng, nghe đồn có mấy tôn lục địa thần tiên trấn áp đương thời. Lúc này đại tùy, dương quảng ở ngôi vị hoàng đế lâu ngày, dần dần mê muội vô đạo, trầm mê nữ sắc dân chúng trong cảnh nội đại tùy tiếng oán than dậy đất, nhân dân khổ đến chết. Sơn Hà thật tốt lại bị bốn đại môn phiệt cường thế cát cứ, chiến loạn nổi lên bốn phía. Hiện giờ đại tùy không thể nói là không mạnh, thế lực cũng không thể nói là không loạn. Trong đại tùy, thế lực trắc rối phức tạp, lý phiệt chiếm cứ Thái Nguyên, vũ văn phiệt cát cứ Giang Đông, tống phiệt thống nhất lĩnh Nam, độc cô phiệt chiêu binh mãi mã dưới bóng râm của độc cô hoàng hậu dần dần cường đại. Ngoài ra, còn có thánh ma hai đạo thống lĩnh giang hồ đại tùy, uy áp đương thời. Lúc này, lĩnh nam nhiều nước biết núi xanh, dưới bầu trời đầy sao một đạo lưu quan xẹt qua bầu trời đêm yên tĩnh. Xa hoa khí phái trấn nam vương phủ bên trong một chỗ trạch viện, dịp lăng trần đột nhiên từ trên giường ngồi dậy mở hai mắt. Sao tôi lại ở chỗ này? Kinh hô một tiếng, trong ánh mắt trong suốt của hắn tràn đầy mê mang. Hả? Theo ánh mắt dịp lăng trần ngưng tụ, một mảnh ký ức khổng lồ từ sâu trong đầu hắn trào ra a a a dịp lăng trần lập tức kêu đau từng tiếng gào thét thống khổ giống như giả thú từ trong miệng hắn gầm thét ra trong buổi tối yên tĩnh này lại có vẻ đặc biệt vang dội mà cái trán bóng loáng sạch sẽ của hắn lại càng bởi vì trong đầu truyền đến đau đớn kinh người mà vắt cùng một chỗ mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy ra thiếu gia đây là xảy ra chuyện gì thì nữ tử linh vốn ngủ ngon lành nghe được tiếng kêu thống khổ truyền ra từ phòng bên cạnh, nàng lập tức từ trên giường xoay người ngồi dậy. Nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, vòng eo cô xoay người chạy về phía phòng dịp lăng trần. Thì ra ta là từ lam tinh thượng xuyên Việt tới, đời này dĩ nhiên là thành thiên đao tống khuyết cháu ngoại. Không nghĩ tới xuyên qua đến nay 18 năm quá khứ, thẳng đến hôm nay ta mới thức tỉnh kiếp trước ký ức. Lúc này dịp lăng trần đã an tỉnh lại, trên mặt không hề thống khổ, chỉ có trên trán ngọc trắng kia của hắn vẫn lộ ra mồ hôi trong suốt. Nhìn trước mắt này đôi da mịn thịt mềm bàn tay to, hắn càng là nâng lên tay phải đặt ở trên tay trái nhẹ nhàng bóp. Cảm xúc tinh tế trơn mềm truyền đến kia phản phất là bàn tay ngọc thon thả của thiếu nữ. Xem ra bộ dáng hiện tại của ta so với kiếp trước còn đẹp hơn. Nhìn nam tử khuôn mặt tuấn Mỹ trong gương đồng bên trái, trong mắt Diệp Lăng trần tràn đầy cảm khái. Phương thế giới này chính là Tống Vũ Thế Giới, bị thế nhân xưng là Thần Châu. Thân phận hiện tại của hắn là cháu ngoại của lĩnh Nam Vương Tống Khuyết. Nhưng mà quan hệ này cũng không phải dựa vào huyết thống duy trì. Mẫu thân hắn khi còn sống vốn là nghĩa mùi mà thiên đào Tống Khuyết yêu thương nhất. Theo mẫu thân hắn trước khi chết đem hắn ủy thác đến trên tay Tống Khuyết, Tống Khuyết liền đem yêu thương đối với nghĩa mùi đặt ở trên người dịp lăng trần thậm chí Tống Khuyết còn đem tuyệt học thiên đao bát thức dạy cho Diệp Lăng Trần. Đáng tiếc Diệp Lăng Trần cũng không có di truyền thiên phú tuyệt đỉnh của mẫu thân năm đó, khổ luyện thiên đao bát thức đến nay chưa có tiến triển quá lớn. Cho nên Tống Sư Đạo vốn vì Tống Khuyết thiên vị Diệp Lăng Trần mà bất mãn lại cực kỳ bất mãn với Diệp Lăng Trần. Mà mặc dù có Tống Khuyết tỉ mỉ dạy dỗ, đao pháp của Diệp Lăng Trần Thủy chung khó có thể tăng lên quá lớn cho nên ngôn luận cháu ngoại lĩnh nam vương diệp lăng trần là phế vật đã truyền ra ở lĩnh nam thậm chí rất nhiều thế lực trong đại tùy đều biết cái tên diệp lăng trần này mà hôm nay theo thiên đao tống khuyết bế quan một đám thế hệ trẻ tuổi của tống phiệt lại chỉ rõ diệp lăng trần ai người khác xuyên thư không phải thân phận hiển quý chính là thiên hồ bắt đầu hết lần này tới lần khác liền ta là phế vật diệp lăng trần lắc đầu trong mắt hiện lên nụ cười khổ kiếp trước ở Lam Tinh Thượng hắn sinh ra trâu ngựa, mỗi ngày tăng ca làm thêm giờ cũng chỉ đủ ấm no liền thôi. Không tính đến xuyên qua đến tống vũ thế giới vẫn là như thế không chịu nổi, hay là một cái phế vật. Không thể để tôi trở lại làm nhân vật chính sao. Diệp Lăng trần thần sắc khó chịu, thanh âm hiện ra buồn khổ. Tại tống vũ thế giới này, cường giả vi tôn. Không nói thay mẹ báo thù, chính là muốn sống sót cũng phải có võ công nghĩ đến những thứ này Diệp Lăng Trần lại càng thêm khổ não. Mà hiện giờ hắn ở lĩnh Nam Vương Phủ tuy rằng thoạt nhìn gió êm sóng lặng, có thể áo cơm không lo. Thế nhưng lập tức Tống Khuyết chỉ là đi bế quan tu luyện, đệ tử Tống Phiệt liền bắt đầu rục trịch các loại làm khó dễ hắn. Vậy tương lai nếu Tống Khuyết không có ở đây, hắn làm sao còn có thể có ngày lành gì? Dù sao vứt bỏ quan hệ giữa mẹ hắn và Tống Khuyết, hắn đối với lĩnh Nam Vương Phủ mà nói chỉ là người ngoài mà thôi. Mặt khác dựa theo hắn kiếp trước xem qua tiểu thuyết, hắn nhưng là biết không bao lâu nữa dương quản cái này bạo quân sẽ bị vũ văn phiệt người giết chết. Đến lúc đó đại tùy trở thành quốc gia vô chủ, đại loạn sẽ bắt đầu như vậy. Bốn đại môn phiệt tranh bá lẫn nhau, mà thánh ma hai đạo lại mượn cơ hội này tranh phong. Đến lúc đó dân chúng trôi dạt khắp nơi, khổ chán sống sẽ càng thắng hôm nay mà khi đó thực lực của hắn vẫn thấp kém như vậy sinh tử tất nhiên chỉ có thể mặc cho người khác bại bố còn nữa trong thế giới tống võ này có nhiều nữ chính kiều diễm trong văn chương vàng cổ kim như vậy may mắn xuyên việt đến thế giới này hắn lại như thế nào sẽ cam tâm đợi ở tống phiệt mang phế vật thân phận qua cả đời đây hắn đương nhiên muốn thấy phong thái tuyệt thế của các nữ hiệp kia thậm chí nếu như có thể hắn càng là muốn cùng những nữ hiệp này phát sinh một đoạn tốt đẹp có một không hai tình yêu chi nha ngay khi ánh mắt Diệp Lăng Trần chấp động trong đầu suy nghĩ không ngừng, lúc này cửa phòng màu đỏ thẩm bị đẩy ra. Dưới ánh trăng sáng tỏ, một nữ tử linh hoạt kỳ ảo tuyệt mỹ bước vào. Khuôn mặt trứng ngỗng trơn bóng, mũi quỳnh rất vĩnh, lông mi phím dài, đôi mắt đẹp ba quan lưu chuyển càng giống như biết nói chuyện. Trước ngực một vòng cao ngất theo vòng eo mềm mại không ngừng vặn vẹo hiện ra ngọc khiết sáng bóng. Nữ tử này tự như tiên tử trên trời xinh đẹp động lòng người công tử, ngươi không sao chứ? Tuyệt mỹ nữ tử sau khi tiến vào liền hướng dịp lăng trần ngồi trên giường nhìn lại, trong đôi mắt đẹp chớp động lo lắng. Đêm khuya có thể có chuyện gì? Dịp lăng trần dương mắt nhìn tuyệt mỹ nữ tử đi vào trong phòng, trong mắt toát ra nụ cười. Nữ tử tên là tử linh này là thị nữ của hắn. Cuộc sống thường ngày của hắn đều do tử linh lo liệu. Đối với nguyên nhân tử linh xông vào hắn tự nhiên là biết vì thế diệt lăng trần khoát tay hướng tử linh phân phó được rồi bổn công tử không có việc gì mau trở về nghỉ ngơi đi nhưng công tử ngươi vừa rồi tử linh vừa muốn tiếp tục nói cái gì nói nửa câu trước lại đột nhiên dừng lại khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng trong nháy mắt phủ kín tráng đỏ giống như quả táo đỏ rực mê người nàng vốn định hỏi công tử vừa mới ở trong phòng phát ra tiếng kêu thống khổ là chuyện gì xảy ra nhưng nhớ tới những tiếng kêu kia, nàng lại không biết miêu tả như thế nào. Không muốn đi thì ở lại ngủ chung đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của tử linh, dịp lăng trần mỉm cười. Nói xong lại nhìn lướt qua chỗ cao ngất trước ngực tử linh. Nô tỳ cáo lui. Tử linh cuốn quýt lui ra. Sau khi tử linh rời đi, nụ cười trên khóe miệng dịp lăng trần vẫn chưa tản đi, ngược lại càng đậm hơn. Hệ thống ngươi rốt cuộc đã tới. Lúc này trên tay trái phải Diệp Lăng Trần lần lượt cầm một quyển nhật ký màu đen cùng một cây bút hiện ra ánh kim loại. TS. Người mới phấn nộn sách mới tuyên bố, quy cầu tất cả số liệu, cầu phiếu đánh giá, cầu vé tháng, 360 độ quay cuồng các loại cầu. Tân nhân phấn nộn sách mới tuyên bố, quy cầu tất cả số liệu, cầu phiếu đánh giá, cầu vé tháng, 360 độ lăn lộn các loại cầu. Tân nhân phấn nộn sách mới tuyên bố, quy cầu tất cả số liệu cầu phiếu đánh giá, cầu vé tháng, 360 độ lăn lộn các loại cầu. Chương 02 Kinh khủng sách, mời trăng gặp khó. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Theo tử linh rời đi, trong phòng lần nữa trở nên an tĩnh lại. Diệp lăng trần nhìn chầm chầm quyển nhật ký màu đen cổ xưa trên tay trái, ánh mắt lóe lên. Lúc này giới thiệu về hệ thống nhật ký xuất hiện trong đầu hắn. Chỉ cần mỗi ngày kiên trì viết nhật ký, ký chủ liền có thể đạt được hệ thống khen thưởng. Những phần thưởng này bao hàm toàn diện, không giới hạn trong chư thiên vạn giới các loại thần vật. Ai, mặc dù không có viết qua nhật ký, nhưng là vì đạt được hệ thống khen thưởng trở nên mạnh mẽ, vậy cũng chỉ có thể viết nhật ký. Xem xong nhật ký hệ thống giới thiệu, Diệp Lăng trần thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Người đứng đắn, ai viết nhật ký? Nhưng với tình cảnh hiện tại của hắn, cũng chỉ có nhật ký trong tay là chân chính dựa vào. Lúc này ở một nơi nào đó trong đại minh phong quan kỳ lệ. Ánh trăng sáng tỏ như nước chảy xuôi trên mặt đất, từng đóa hoa xinh đẹp cùng nở rộ. Mặc dù không có ông bướm bay múa, nhưng hương hoa nồng đậm lại tràn ngập các nơi trong sơn cốc. Khắp nơi cung điện lâu vũ bị kỳ hoa dị thảo bao vây tọa lạc trong bóng đêm. Trong cung điện hoa Mỹ khí phái nhất, có một nữ tử lạnh lùng lạnh lùng nữ tử này mặc cung trang màu đỏ thẫm bên ngoài khoác lụa mỏng màu hồng nhạt cực kỳ xinh đẹp động lòng người lông mày lá liễu dài nhỏ đôi mắt đẹp chớp động như điện quang mũi quỳnh khéo léo miệng đàn hồng nhuận gợi cảm phía dưới là cổ ngọc trắng nõn xương quai xanh tinh xảo trước ngực cao cao dựng lên nàng chỉ đứng ở nơi đó liền có một cổ khí chất cao quý lạnh như băng tràn ngập ra Di, đôi mắt xinh đẹp của nữ tử xinh đẹp lạnh lùng hoàng mỹ khẽ động nhìn về phía bàn gỗ sai đàn. Chỉ thấy trên bàn không biết lúc nào xuất hiện một quyển sách màu đen mỏng manh. Người nào có thể bất tri bất giác mang đồ vật vào di hoa cung, còn để ở chỗ này. Yêu Nguyệt đàn khẽ mở miệng, ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt ngọc tràn đầy khó tin. Phải biết rằng nơi này chính là tẩm cung nàng tu luyện, ngày thường không có nàng triệu kiến không ai dám tới nơi này cho dù là liên tinh cũng không dám làm trái mà người này có thể ở di hoa cung đề phòng nghiêm ngặt đem quyển sách này đặt ở tẩm cung của nàng hơn nữa không bị nàng phát hiện người kia thực lực tất nhiên rất mạnh cho dù là không bằng nàng phỏng chừng cũng không kém bao nhiêu chẳng lẽ là lão già yến nam thiên kia sao yêu nguyệt vương bàn tay nhỏ bé mềm mại vỗ về cái trán trơn bóng trong đôi mắt đẹp mang theo một tia kiên kỵ đối với đối thủ cũ này cô cũng vô cùng phiền lòng. Hết lần này tới lần khác thực lực cũng không kém nàng bao nhiêu. Hừ, lão gia hỏa này nếu dám tới, lần này ta sẽ hoàn toàn lưu hắn lại. Yêu Nguyệt vung ống tay áo, kinh khí khủng bố đánh ghế đàn mộc bên cạnh thành mảnh vụn. Tiếp theo tay trái nàng hướng phía trước tìm tòi liền đem sách màu đen nắm ở trong tay. Hả? Nhật ký của Diệp Lăng Trần dành riêng cho Yêu Nguyệt. Nhìn quyển sách trong tay, trong đôi mắt đẹp của yêu nguyệt tràn đầy ngạc nhiên. Làm nửa ngày, sách này cũng không phải yến nam thiên lão gia hỏa kia lưu lại. Ngược lại chỉ là một quyển nhật ký tên là Diệp Lăng Trần. Hơn nữa xem ra, quyển sách trên tay cô vẫn thuộc về cô. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Yêu nguyệt nhướng mày, ném quyển nhật ký trong tay xuống đất. Sau đó nàng vương tay phải ấn ngón tay một chút, một cổ kinh khí khủng bố từ đầu ngón tay nàng bắn ra, hung hăng đụng vào quyển sách màu đen trên mặt đất. Oanh! Hoa quan trên sách đen chợt lóe, kinh khí của nàng đụng vào hoa quan kia trực tiếp tán loạn. Một cổ cự lực từ trên hoa quan lan tràn tới yêu nguyệt. Dưới cổ cự lực oanh kích này, yêu nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng bị đụng lui về phía sau vài bước. Cuối cùng dưới sự vận chuyển nội lực của Minh Ngọc Công, nàng mới cạch một tiếng, dưới chân nặng nề dẫm lên ngăn cản thân hình lui về phía sau. Đây là vật gì? Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp co lại, giật mình nhìn chầm chầm quyển nhật ký màu đen trên mặt đất. Nàng đường đường là di hoa cung đại cung chủ, giang hồ nhân xưng thần ma Yêu Nguyệt. Hiện giờ nàng Minh Ngọc Công càng là đã tu luyện tới tầng thứ 8, võ công của nàng to lớn toàn bộ đại minh trên giang hồ đều ít có địch thủ. Nhưng là nàng nhưng là không thể đem này nho nhỏ một quyển sách phá hủy, ngược lại là bị đánh lui. Sao có thể thế được? Hừ, ta cũng không tin. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đôi mắt đẹp của nàng ngưng tụ, tay phải nắm thành quyền thúc dục nội lực Minh Ngọc Công đánh ra. Phanh. Lần nữa bị lực phản chấn đánh lui, cho dù là chân khí hùng hậu mời lực lúc này cũng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn bằng ngọc có chút tái nhật. Lúc này trong mắt cô âm tình bất định, không còn bình tĩnh như lúc nãy nữa. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là thứ gì. Yêu Nguyệt tay trái tìm kiếm, một đạo nội lực liền đem quyển nhật ký đặt vào trong tay nàng. Mở nhật ký ra, chỉ thấy trên nhật ký bắt đầu xuất hiện một hàng văn tự. Xuyên việc đến cái này phương tống võ thế giới, hôm nay rốt cục thức tỉnh kiếp trước ký ức, còn không tốt lắm muộn, ta bây giờ mới 18 tuổi. Bất quá thế giới này mặc dù là thế giới trong sách, nhưng lại không giống trong sách, dĩ nhiên là hỗn hợp cùng một chỗ. Cũng may nhân vật nơi này cùng nhân vật trong trí nhớ của ta cũng không quá khác biệt chỉ là thế giới này dù sao cũng là thế giới của võ giả, cường giả có thể khai sơn đoạn hải, làng không hư độ, cực kỳ khủng bố. Ta bây giờ thân là cháu ngoại của thiên đao tống khuyết, với tình cảnh trước mắt của ta tuy là không có gì nguy hiểm, bất quá cũng là cần nhanh chóng tăng lên thực lực. Chỉ là nhật ký của một tiểu tử 18 tuổi, vậy cũng tốt. Nhìn đến đây yêu nguyệt nhướng mày, thoáng thở vào nhẹ nhõm. Vốn nhìn thấy quyển nhật ký này thần kỳ, Nàng còn tưởng rằng cái này gọi dịp lăng trần sẽ là cái khủng bố lão quái vật. Có lẽ chính là như Trương Tam Phong như vậy tung hoành thế gian mấy trăm năm lão quái vật, có thể mạnh đẩy chư địch. Hiện tại xem ra người này đối với nàng cũng không có uy hiếp gì. Chỉ là nghĩ tới đây, trong mắt yêu nguyệt lại tràn đầy hồn nghi. Theo như lời tiểu tử này nói, hắn cũng không phải người của thế giới này, chẳng lẽ là người của thiên ngoại. Thậm chí theo như lời hắn nói, chúng ta đều là nhân vật trong sách cái này cũng quá hoang đường đi. Nói tới đây, trong đôi mắt đẹp của yêu nguyệt lộ vẻ khó tin. Nhưng lo lắng đến thần dị của quyển nhật ký này, yêu nguyệt lại bắt đầu trở nên âm trầm. Chẳng lẽ tất cả của bổn cung bao gồm cả thân phận của đại cung chủ di hoa cung chỉ là do người khác viết ra? Nghĩ tới đây nàng cũng có chút không rét mà run, tự giác có một tia hàng khí từ trong lòng truyền ra sông thẳng lên thiên linh cái. Nếu không phải tiểu tử Diệp Lăng Trần này chính là cháu ngoại của Thiên Đao Tống Khuyết, nàng cũng muốn phái người đi bắt tiểu tử này tới trước mặt thẩm vấn. Hơi ngưng thần, nhớ lại tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến nay. Tất cả dường như ở ngay trước mắt, yêu nguyệt lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Cái này gọi Diệp Lăng Trần tiểu tử tất nhiên là đang nói bậy, bổn cung làm sao có thể sẽ là cái gì trong sách người. Yêu nguyệt hừ lạnh một tiếng, vùng tay áo lên, chắc chắn nói trên đào hoa đảo, trăng tròn treo cao, tiếng sóng biển từng trận. Lúc này Hoàng Dung mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt tinh quái cũng còn chưa ngủ. Cô đang ngồi trong sân, bàn tay nhỏ bé chống cái đầu nhỏ lật xem nhật ký trong tay. Thế giới trên lục địa này thú vị như vậy sao? Xuyên qua người, lăng không hư độ, những chuyện này phụ thân vậy mà không nói cho ta biết. Hừ. Nặng nề hừ một tiếng, Hoàng Dung chu cái miệng nhỏ nhắn màu hồng phấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường bất mãn. Mỗi ngày ở đây cô tịch trên đảo đãi nàng đều nhàm chán muốn chết. Phụ thân nàng lại không chịu dẫn nàng đi chơi. Chỉ có lúc cuốn quýt lấy anh, mới có thể kể cho cô nghe một ít chuyện mới mẻ trên đất liền. Mà lúc này, đã thấy trong nhật ký một hàng chữ viết mới không ngừng hiện ra. Mặc dù thế giới này có chút loạn, nhưng nơi này chính là nhiều thế giới trong sách dung hợp mà thành. Yêu nguyệt, liên tinh, quảng quảng, Sư Phi Huyên, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Vương Nữ Yên, Lý Hàng Y, Nguyệt Cơ, Diệp Nhược Y, Từ Không Thiên Lạc, Thạch Thanh Tuyền, Tiết Băng, Từ Vị Hùng, Thanh Điểu, Nam Cung Phó Xạ, nhiều nữ chính như vậy, ngẫm lại đều có chút kích động. Đã đi tới phương thế giới này, ta đây liền định cái mục tiêu nhỏ, tranh thủ cùng thế giới này tất cả nữ chính bị giật song phi. Văn tự trong nhật ký không ngừng hiện lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Dung cũng đỏ lên, khẽ gắt một cái người này lại nhớ thương nhiều nữ tử như vậy. Trong đó không ngờ còn có. Còn có ta. Chương không ba Dễ nhìn nữ nhân, liền nên chờ tại thân ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hừ, ta mới 17 tuổi, hắn vậy mà nhớ thương ta, cha ta thế nhưng là đại danh lừng lẫy đông tà, người này lá gan đến cùng lớn bao nhiêu. Hơn nữa hắn nhớ thương nhiều nữ tử như vậy, chẳng lẽ nam tử trên lục địa đều hoa tâm như vậy sao? Hoàng Dung chớp đôi mắt đẹp linh động trong suốt nói nhỏ, ánh trăng chiếu vào dáng người xinh đẹp của nàng, làm cho nàng có vẻ giống như tinh linh. Muốn cùng tất cả nữ hiệp bị giật song phi, tiểu tử này cũng thật là tâm lớn. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, nàng phát hiện nàng đối với tiểu tử trong quyển nhật ký này lại đột nhiên càng thêm tò mò. Mặc dù tiểu tử này cũng không phải cái gì võ công cao thủ, thậm chí còn chỉ có 18 tuổi. Nhưng lời nói của tiểu tử này lại cực kỳ khoa trương. Quảng quảng, sư phi huyên tuy rằng không phải người đại minh, nhưng thanh danh của các nàng cực kỳ vang dội. Là truyền nhân của thánh ma lưỡng đạo, một thân thiên phú lại càng ít người có thể sánh vai. Nghe nói dung nhan thiên hạ lại càng ít có. Còn Lý Hàng Y lại là kiếm tiên vô thượng của Tuyết Nguyệt Thành. Nghe đồn đã là nữ tử võ công cao nhất Bắc Ly Trung lấy thân nữ tử trở thành tuyệt thế kiếm tiên thiên hạ kính ngưỡng. Kiếm đạo thiên phú sẽ cao bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Về phần những nữ tử khác nàng tuy rằng rất nhiều chưa từng nghe nói, nhưng nghĩ đến cũng là thân phận không tầm thường. Đại tùy nơi nào đó ngọn núi hiểm trở, nơi này núi cao gió lớn, cách đó không xa lại có tiếng nước chảy ào ào truyền đến. Trên sườn núi có một hang động sâu thẳm, ánh trăng từ phía chân trời chiếu xuống, thắp sáng hơn nửa hang động bên cạnh một cái bàn đá hình tròn có một nữ tử tuyệt mỹ đang nhẹ nhàng dựa vào cái bàn đường công uyển chuyển bại lộ ở trong không khí nàng mắt ngọc mày ngài bộ dáng hai tám tuổi khuôn mặt tuyệt mỹ dưới ánh trăng chiếu rọi giống như bạch ngọc trong suốt sáng bóng dưới lông mi thật dài có đôi mắt tràn ngập hơi nước mũi quỳnh cao thẳng da thịt trắng nõn thổi đạn có thể phá tinh xảo giống như tiên nữ trên trời hạ phàm mà trên hai bàn chân ngọc khéo léo của nàng lại cuốn một cái chuông bạc. Lúc này cô lật xem quyển nhật ký trong tay, đôi mày thanh tú đẹp mắt cũng hơi nhíu lại. Thế giới này dĩ nhiên chỉ là trong sách thế giới. Ta chỉ là người trong sách, hơn nữa còn là nữ chủ trong đó. Điều này sao có thể? Lắc đầu, su tan ý nghĩ hỗn loạn trong đầu. Trong đôi mắt đẹp của bản bản linh quan chấp động tiếp tục nhìn. Chỉ thấy trên nhật ký một hàng chữ viết mới chợt hiện ra chỉ là không biết yêu nguyệt trong thế giới này cùng trong sách có phải giống nhau hay không, nếu như trong sách viết như vậy yêu đương não mà nói lấy ta như vậy tướng mạo phỏng chừng có thể trực tiếp chinh phục nàng đi. Dù sao bộ dáng hiện tại của ta tuyệt đối là so với Giang Phong kia còn đẹp hơn. Giang Phong chỉ là không có một bộ túi da mà thôi, mà ta ngoại trừ nhan sắc thượng hơn xa cái kia Giang Phong, ta còn có thể là tương lai trong thiên hạ người mạnh nhất. Bất quá trên người yêu nguyệt có chút tật xấu vẫn cần sửa lại, tỷ như không thể cứ đánh đánh dết dết như vậy nữ tử xinh đẹp như vậy nên ở bên cạnh ta phụ trách xinh đẹp như hoa dịp lăng trần này không hổ là cháu ngoại của thiên đao tống khuyết lại thật sự muốn chinh phục đại cung chủ di hoa cung nhìn chữ viết trên nhật ký quảng oảng anh khẽ nhếch miệng ngay cả ánh mắt cũng có chút ngưng trệ tuy rằng đại minh và đại tùy cách xa nhau vạn dặm nhưng với tai mắt trải rộng khắp thiên hạ của phái âm quý cô cũng hiểu rõ yêu nguyệt mà Diệp Lăng Trần nhắc tới trong nhật ký là một cô gái như thế nào. Đây chính là tồn tại được xưng là thần ma yêu nguyệt A. À. Một thân công lực đã là công tham tạo hóa, thậm chí cả thần châu mạnh hơn nàng nữ tử cũng không thấy nhiều. Mà Diệp Lăng Trần lại là tuyên bố muốn đem nữ tử như vậy thu vào trong phòng. Bất quá nghĩ đến Diệp Lăng Trần ở trong nhật ký nói đến yêu nguyệt là một bộ não yêu đương. Quảng oảng cũng là tay nhỏ bé che đôi môi đỏ mộng, trên mặt có chút buồn cười. Lúc trước cô cũng chưa từng thấy qua từ này, nhưng vừa nhìn thấy từ trong nhật ký này, trong nháy mắt cô liền hiểu được ý tứ của từ này. Đường đường là Di Hoa cung đại cung chủ lại bị người ta gọi là yêu đương não. Tin tức này nếu truyền đi phỏng chừng toàn bộ thần châu đều phải xôn xao. Di, tên này lại muốn trở thành người mạnh nhất thiên hạ. Vậy chẳng phải còn mạnh hơn phụ thân sao? Hoàng Dung lúc này cũng chống má chuyên chú nhìn nội dung nhật ký. Cô phát hiện chủ nhân quyển nhật ký này thật đúng là không giống người thường. Lời này không chỉ khác một trời một vực so với lời cha nàng nói, hơn nữa mỗi một câu cũng đủ để kinh thế. Cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên. Người này lại nói thế giới này chỉ là tiểu thuyết thế giới. Buồn cười, dám chửi bới ta như thế. Yêu Nguyệt trong tú ngọc cốc nhìn nội dung trong nhật ký răng bạc cắn khanh khách vang lên, khuôn mặt ngọc càng trở nên vô cùng xanh mét. Lúc này nàng nào còn bình thản cùng uy nghiêm như bình thường. Sau khi tức giận mắng một tiếng, hai ngón tay phải của nàng hung hăng bóp chén trà trong tay thành bột mịn. Đem bột phấn trên tay ngọc giơ lên, mặc cho rơi xuống đất, yêu nguyệt phản phất như trút ra một ngụm ác khí. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước. Hừ, mặc dù người này là cháu ngoại của Thiên Đao Tống Khuyết, ta lại muốn nhìn xem hắn có đẹp trai như vậy hay không dù sao thế đạo này, hoàng bà bán dưa luôn luôn nhiều. Bắc Ly Trung, có vô số danh thành tọa lạc. Luận hùng vĩ, tuyết nguyệt thành xứng đáng đứng đầu trong đó. Dưới ánh trăng mênh mông, trong tuyết nguyệt thành hùng tráng, vạn nhà đèn đuốc tề trạng, đem từng tòa lầu hoặc hùng vĩ hoặc lịch sự tao nhã chiếu sáng. Mà ở giữa một đám lầu các chính là phủ thành chủ khí phái. Lúc này trong một chỗ lịch sự tao nhã trong phủ thành chủ, một bạch y nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng đang cầm một quyển sách màu đen trong về phía xa. Dung nhan nàng tuyệt mỹ, dáng người uyển chuyển, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt như điện. Một thân bạch y bao bọc lấy thân hình có lồi có lõm kia. Nàng có một đầu tóc đen nhánh như thác nước như tơ nhẹ khoác đầu vai tú lệ. Trên trán có một sợi tóc đen rủ xuống trước ngực trắng như tuyết. Dưới ánh trăng sáng tỏ, một người trong một tháng tự có một loại phong tình thánh khiết lưu chuyển. Nữ tử lãnh khốc cực đẹp này chính là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàng Y, một trong tam thành chủ Tuyết Nguyệt Thành. Lúc này Lý Hàng Y nhìn quyển nhật ký trong tay, trên mặt ngọc lãnh khốc cũng lộ ra vẻ hứng thú. Diệp lăng trần này cũng có chút ý tứ. Dĩ nhiên là xuyên qua tới thiên ngoại chi nhân, đây chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Bắc ly võ đạo hưng thịnh, trong thiên hạ lưu truyền mấy cái tiên nhân truyền thuyết thậm chí sư phụ lý trường sinh của nàng gần như đạt tới cảnh giới như vậy nhưng bắc ly mặc dù có truyền thuyết tiên nhân nhưng không ai biết tiên nhân này đến tột cùng là tồn tại như thế nào nếu dịp lăng trần này chính là tiên nhân như vậy nàng có lẽ có thể mượn chuyện này tìm hiểu một phen cái gọi là tiên nhân kia đến tột cùng đến từ nơi nào mà những tiên nhân này lại có thực lực cường đại cỡ nào nghĩ đến nơi này trong đôi mắt đẹp của lý hàn y càng là chớp động chiến ý nồng đầm Bên kia, trong căn phòng yên tĩnh truyền ra tiếng sột soạt, rõ ràng là Diệp Lăng Trần đang tiếp tục múa bút thành văn. Phế vật 18 năm, hôm nay không chỉ có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hơn nữa càng là có được hệ thống. Có hệ thống nơi tay, hắn tin tưởng hắn cho dù là khởi bước so với người khác chậm hơn một chút cũng không sao. Hệ thống nơi tay, khúc cô vượt qua chính là chuyện thường như cơm bữa. Tay cầm bút của Diệp Lăng Trần hơi dừng lại, ánh mắt nhìn quyển nhật ký tràn ngập ý cười hiện giờ đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là tăng lên thực lực. Tiếp theo đương nhiên là một đám nữ hiệp công lực thế giới này. Diệp Lăng Trần mặc dù không có phương diện này tương quan kinh nghiệm, nhưng là đối với đem một đám nữ hiệp ôm vào trong ngực hắn cũng là tràn ngập lòng tin. Dù sao, hứng thú chính là lão sư tốt nhất. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng lấy hắn hai đời làm người kinh nghiệm không thể bắt được một đám nữ hiệp nhóm. Trong quá trình này có lẽ sẽ có chút khó khăn, nhưng thành công là không thể nghi ngờ. Yêu Nguyệt một ngọc nhân tuyệt mỹ như vậy, cũng bởi vì Giang Phong xuất hiện mà trở nên cố chấp điên cuồng, phía sau ở trên con đường chúng bạn xa lánh càng chạy càng xa, cuối cùng gây thành bi kịch. Quả nhiên là làm người ta sụt sùi. Thần ma yêu Nguyệt lại vì một nam tử mà lâm vào điên cuồng. Nhìn quyển nhật ký trong tay vừa nhảy ra, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng phấn của Hoàng Dung há to, trong mắt tràn đầy kinh ngạc di hoa cung không chỉ là thế lực siêu nhiên trong giang hồ đại minh cho dù là ở trong thần châu thực lực của di hoa cung cũng có thể xếp vào danh hiệu mà yêu nguyệt thân là đại cung chủ di hoa cung lại càng nổi danh khắp thiên hạ thậm chí danh tiếng trên giang hồ còn cao hơn cả phụ thân nàng mà tuyệt đỉnh cao thủ như vậy lại bởi vì một nam tử mà trở thành một bi kịch trong di hoa cung yêu nguyệt băng cơ ngọc cốt lúc này cũng yên lặng nhìn văn tự trên nhật ký ánh mắt nàng lâm vào dại ra dịp lăng trần người này lại nói nàng tương lai sẽ có kết cục thê thảm phanh yêu nguyệt tay phải nặng nề hạ xuống dưới kình khí khủng bố lôi kéo bàn gỗ tử đàn bên cạnh nàng lên tiếng chia năm xẻ bảy cả người nàng lúc này khí tức khủng bố bốn phía hàng khí quanh thân gần như ngưng tụ thành thực chất trong một tòa cung điện khác của di hoa cung liên tinh mặt cung trang xanh biết kinh ngạc mở đôi mắt đẹp nhận thấy được khí tức khủng bố truyền đến từ cung điện cách đó không xa, nàng hồ nghi nói. Tỷ tỷ sao lại nổi giận? Nói xong liên tinh như là nghĩ đến cái gì, lập tức đem ánh mắt chuyển qua quyển nhật ký trong tay. PS Người mới phấn nộn sách mới tuyên bố, quy cầu tất cả số liệu, cầu hoa tươi đánh giá, cầu vé tháng, 360 độ quay cuồng các loại cầu. Tân nhân phấn nộn sách mới tuyên bố, quy cầu hết thảy số liệu, cầu hoa tươi đánh giá cầu vé tháng, 360 độ lăn lộn các loại cầu. Tân nhân phấn nộn sách mới tuyên bố, quy cầu hết thảy số liệu, cầu hoa tươi đánh giá, cầu vé tháng, 360 độ lăn lộn các loại cầu. Chương 04 Vì đôi hoa tỉ muội này, phải rút sạch đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khó trách. Nhìn nội dung vừa xuất hiện trong nhật ký, trên khuôn mặt xinh đẹp của liên tinh lộ ra một bộ hiểu rõ bất quá không nghĩ tới dịp công tử lại dám đùa dẫn tỷ tỷ như vậy. từ khi tỷ tỷ trở thành đại cung chủ di hoa cung tới nay còn chưa có ai dám khiêu khích tỷ tỷ như vậy. diệp lăng trần này ngược lại có chút ý tứ. lắc đầu, liên tinh vừa muốn thu hồi ánh mắt, di ngay sau đó đôi mắt đẹp của cô ngưng tụ, cẩn thận nhìn quyển nhật ký trong tay, chỉ thấy từng hàng văn tự nhanh chóng hiện ra từ trên tờ giấy màu vàng nhạt. theo trí nhớ hiện tại trong đầu ta Yêu Nguyệt còn chưa gặp Giang Phong, đơn giản khi nào thì bớt chút thời gian đi tú hoa cốc một chuyến. Dù sao Di Hoa cung ngoại trừ Yêu Nguyệt đại mỹ nhân này ra, còn có liên tinh tiểu mỹ nhân này, đây chính là một đôi tỷ mùi hoa A. À. Hơn nữa tú hoa cốc kia một năm bốn mùa như xuân, trăm hoa đua nở, trong đó càng là có lớn nhỏ hồ nước, ngược lại là có thể đi du ngoạn một phen. Tiểu hỗn đảng này muốn tới Di Hoa cung. Yêu Nguyệt khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, Lúc này trong đôi mắt đẹp của nàng bộc phát ra một cổ thần quan chói mắt. Bên kia, dưới bầu trời đêm yên tĩnh, Trung Nam Sơn cao lớn nguy nga chống trời mà đứng, giống như đang tiếp dẫn tinh hà đầy trời. Cả ngọn núi hùng vĩ đều được đưa lên một tầng màu trắng bạc. Mà lúc này trên núi mọi âm thanh đều yên tĩnh, nhưng tiểu long nữ trong cổ mộ lại đem thân thể mềm mại quyển chuyển treo ở trên một sợi dây nhỏ trong thạch thất. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng chứa biểu tình tò mò, ngọc thủ lật quyển nhật ký màu đen trong tay không nghĩ tới thế giới bên ngoài còn có người xuyên qua ngay cả thế giới này của chúng ta cũng là thế giới trong sách nói như vậy tổ sư bà bà sư phụ cùng với tôn bà bà đều là người trong sách bao gồm cả ta cũng vậy thậm chí ta nhớ khi còn bé sư phụ dạy ta luyện thiên la địa võng thế thời điểm bắt những con chim sẻ nhỏ kia cũng là trong sách tình tiết thanh âm tiểu long nữ rất kỳ ảo rất thanh thúy giống như họa mi điểu hót thanh linh êm tai nàng từ trên sợi dây nhỏ xoay người rơi xuống đất, bước chân nhẹ nhàng đi tới trên giường hàng băng ngọc ngồi xuống. Đôi mắt đẹp thủy chung đều nhìn chầm chầm vào quyển nhật ký trong tay. Thế giới bên ngoài thật thú vị. Cô khép quyển nhật ký lại, hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ánh mắt nàng tự hồ xuyên qua vách tường thạch thất, cũng xuyên qua bầu trời đêm yên tĩnh, đi tới thiên địa bên ngoài. Hừ, tú hoa cốc có gì thú vị, cùng lắm chỉ là một mảnh sơn cốc ta đào hoa đảo có kiều diễm hoa đào bao la biển rộng còn có thể thưởng thức đủ loại hải sản dịp lăng trần như thế nào không tới nơi này hoàng dung bất mãn ném quyển nhật ký trên bàn tay nhỏ bé lên bàn đá lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói trong căn phòng tối tăm dịp lăng trần siêng năng viết nhật ký tuy rằng lúc đầu hắn còn không biết phải viết nhật ký như thế nào bất quá vạn sự khởi đầu nàng viết viết hắn liền thông thuận tay phải hắn cầm bút ngòi bút rất nhanh lắc lư, trên trang giấy màu vàng nhạt liền có thêm từng mảnh văn tự màu đen rậm rạp. Thế giới này bề ngoài tốt đẹp an bình, mà trên thực tế lại là phong ba biến hóa kỳ lạ, nguy hiểm vô cùng, ta phải mau chóng tăng lên thực lực. Chỉ có nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, mới có thể ở tương lai biến cục bên trong có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa mới có thực lực này bảo hộ ta tương lai sở hữu các lão bà. Viết như vậy, trong đôi mắt sáng ngời của Diệp Lăng trần tràn đầy kiên định. Sau khi dừng bút thì cất quyển nhật ký và bút trên tay đi. Hôm nay hắn đã viết xong nhật ký. Mà dịp lăng trần đang tò mò mặc sức tưởng tượng ngày đầu tiên hắn sẽ đạt được phần thưởng gì, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Lúc này một đạo thanh âm hệ thống vang vọng ở trong đầu của hắn. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhật ký sáng tác, thưởng cho ngộ tính nghịch thiên, trời sinh đao cốt, 10 năm tinh thuần nội lực. Ngộ tính nghịch thiên đây chẳng phải là nói sau này ta chính là thiên tài tuyệt thế nhất thần châu sao. Diệp Lăng Trần quan sát ba luồng sáng màu sắc bất động lơ lửng trong đầu, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Hắn cũng thật không ngờ vừa viết xong ngày đầu tiên nhật ký, liền từ phế vật biến hóa nhanh chóng trở thành thiên tài trâu bò nhất thiên hạ. Hơn nữa ngoài ra, còn có đao cốt trời sinh và nội lực tinh thuần 10 năm. Hệ thống chính là hệ thống. Có được hệ thống một con heo cũng có thể trở thành cao thủ. Hồ. Thở ra một hơi trọc khí, Diệp Lăng Trần ngồi khoanh chân trên giường. Hắn hiện tại chính là muốn dung hợp cái kia đại biểu nghịch thiên ngộ tính quan đoàn, từ phế vật trở thành thiên tài. Theo đem ý niệm đâm thủng cái kia màu vàng quan đoàn, nhất thời một cổ huyền ảo năng lượng tuôn ra, dung nhập hắn ý niệm bên trong, tràn ngập hắn toàn bộ trong đầu. Trong nháy mắt hắn đối với trung thiên đao bát thức liền có kiến giải mới. Thì ra thiên đao bát thức chú ý người đao hợp người, không chỉ là muốn hiểu rõ đao cương mãnh hơn nữa càng là muốn ở trong lòng dựng đứng vô địch tín niệm tâm vô địch nhân đao tương hợp thì đao vô địch đao pháp bá đạo vô song lúc trước vây khốn hắn về thiên đao bát thức tất cả nang đề giờ phút này ở trong đầu hắn đất sụp tan rã mỗi một hơi thở mỗi một giây trong đầu hắn đều có cảm ngộ mới về thiên đao bát thức lý giải mới nửa khắc sau dịp lăng trần chậm rãi mở hai mắt một đạo tinh quan sát bén từ trong hai mắt hắn chợt lóe rồi biến mất giờ phút này trên người hắn tự có một cổ khí tức lăn lợi lưu chuyển tràn ngập hắn mặc dù không có đột phá cảnh giới vẫn là hậu thiên cảnh giới nhưng là hắn tự nghĩ thực lực hiện tại là lúc trước chính mình mấy lần muốn nói trước kia hắn là cầm trong tay đại đao hài đồng vừa không hiểu được giống như đi cầm đao cũng không biết nên như thế nào đi phát lực vung đao lúc đó hắn chính là một đao khách tinh thông đao pháp vô song tuy rằng lực lượng thân thể cũng không có tăng cường nhưng lý giải và vận dụng đao đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh đối với lý giải của thiên đao bát thức hắn thậm chí có thể sánh vai với thiên đao tống khuyết kế tiếp chính là hấp thu đao cốt trời sinh cùng nội lực tinh thuần 10 năm dùng phương thức tương tự đem trong đầu quan đoàn trước sau đâm phá lúc này trong một quan đoàn bên trong một đạo năng lượng màu trắng nhanh chóng từ lao ra diệp lăng trần trong đầu Hóa thành một thanh tiểu đao khéo léo dung nhập vào thân thể Diệp Lăng Trần. Nhất thời một cổ khí cơ sắc bén ở trên người hắn tản mát ra. Giờ phút này hắn giống như một thanh đao. Lúc này hắn trời sinh cùng đao thân cận, cùng đao đạo tương hợp. Đao chính là lợi khí cường đại nhất trong tay hắn. Mà chuyện này còn chưa kết thúc, sau khi hắn hấp thu đao cốt trời sinh. Ánh sáng cuối cùng trong đầu hắn cuồn cuộn không ngừng tuôn ra vô số chân khí tinh thuần. Chân khí này tinh khiết vô cùng, căn bản không cần luyện hóa, có thể trực tiếp hấp thu trở thành chân khí của bản thân. Những chân khí này hóa thành nước suối vọt vào trong cơ thể Diệp Lăng Trần làm dịu huyệt khiếu kinh mạch khô cạn của hắn, bao gồm mỗi một tấc da thịt của hắn. Cuối cùng càng là hóa thành từng đạo sông lớn dân trào ở toàn thân hắn kinh mạch, tứ chi bách hài, phát ra từng đạo ào ào tiếng vang. Diệp Lăng Trần vội vàng tập trung tinh thần khống chế những chân khí cuồng bạo hung mảnh này cẩn thận từng ly từng tí phóng về phía thập nhị chính của hắn. Đồng thời hắn nhất tâm nhị dụng, càng là thúc đẩy những chân khí này ở trong kinh mạch của hắn vận chuyển chu thiên theo lộ tuyến nhất định. Theo lượng lớn chân khí trong cơ thể lưu chuyển trong kỳ kinh bát mạch, khí thế phát ra trên người Diệp Lăng Trần càng ngày càng cường đại, càng ngày càng lăng lợi. 3 cuối cùng kèm theo một tiếng nổ như nắp bình nước vang lên trong cơ thể hắn. Diệp lăng trần mở to hai mắt, một đạo quang mang thực chất từ trong hai mắt hắn bắn ra. Phanh. Xa xa một cái ghế gỗ ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn rơi lả tả trên mặt đất. Tiên thiên thất trọng cảnh. Diệp lăng trần hít sâu một hơi, kích động nói. p Người mới phấn nộn sách mới tuyên bố, quy cầu tất cả số liệu, cầu hoa tươi đánh giá cầu vé tháng, 360 độ quay cuồng các loại cầu. Tân nhân phấn nộn sách mới tuyên bố, quỳ cầu hết thảy số liệu, cầu hoa tươi đánh giá, cầu vé tháng, 360 độ lăn lộn các loại cầu. Tân nhân phấn nộn sách mới tuyên bố, quỳ cầu hết thảy số liệu, cầu hoa tươi đánh giá, cầu vé tháng, 360 độ lăn lộn các loại cầu. Chương 05 Nguy cơ kinh ngạc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đây là võ giả, quả thật cường đại. Nhìn những khối gỗ trải rác trên mặt đất, trong mắt Diệp Lăng Trần vô cùng hưng phấn. Mà cảm thụ được chân khí nồng đậm trong cơ thể lưu chuyển trong kinh mạch, trong lòng hắn lại càng đắc ý. Lúc này hắn rốt cuộc đột phá tới tiên thiên cảnh giới, hơn nữa còn là tiên thiên tầng thứ bảy. Ở phương này thần châu thế giới, võ đạo cảnh giới đại khái chia làm. Hậu thiên, tiên thiên cửu trọng cảnh, tông sư, đại tông sư, thiên nhân, lục địa thần tiên. Hiện nay trên lục địa thần tiên Long Phượng Sừng Lân, thần châu thiên nhân cường giả không ra, đại tông sư cao thủ chính là đại nhân vật tiến tâm lừng lẫy trong thần châu. Không phải trưởng môn khai sơn sáng phái thì cũng là trưởng lão của một phương đại giáo. Thậm chí ngay cả ma môn lục đạo thế lực cường đại của đại tùy, cao thủ đại tông sư cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tông sư cao thủ mới là cường giả chân chính hành tẩu trong giang hồ. Nhưng loại nhân vật này bình thường cũng rất hiếm thấy loại cường giả này bình thường đều đang theo đuổi tăng lên thực lực thành tựu vô thượng đại tông sư cho nên trong giang hồ nhiều nhất vẫn là võ giả cảnh giới tiên thiên hậu thiên bất quá hậu thiên cảnh giới tuy rằng có thể du tẩu giang hồ nhưng là bình thường ở trên giang hồ cũng chỉ là làm chân chạy đưa tin sự tình tiên thiên cao thủ mới là chủ thể của võ giả giang hồ với thực lực tiên thiên thất trọng cảnh hiện tại cộng thêm tiên thiên đao cốt và thiên đao bát thức cho dù là không địch lại tông sư cao thủ cũng là đủ để ở bình thường tông sư cao thủ bên trong tự bảo vệ mình thậm chí đụng phải yếu một chút tông sư cao thủ ai thắng ai thua còn không nhất định đâu này trong mắt dịp lăng trần nở rộ quan mang tự tin nhẹ giọng nói đối với thực lực của hắn hiện giờ hắn cũng rất hài lòng hiện giờ thực lực của hắn so sánh được hệ thống trước có thể nói là khác nhau một trời một vực hiện giờ thực lực của hắn ở trong thế hệ trẻ đại tùy có thể nói là ít có địch thủ mà lúc này ở một chỗ phong cảnh tú lệ vạn âm giai tịch chi sở sáng tỏ ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống nguyệt cơ cùng minh hậu hai người một trước một sau bước nhanh mà đi lúc này nguyệt cơ ở phía trước nâng lên đôi chân dài trắng nõn trong suốt hơi dừng lại di nàng cảm giác tay phải hơi trầm xuống đây là vật gì đôi mắt đẹp của nàng buông xuống nhìn về phía vật trong tay rõ ràng là một quyển sách toàn thân sơn màu đen hiện ra ánh kim loại sau khi nhìn rõ đồ vật trong tay da đầu nàng tê dại không chút nghĩ ngợi ném vật trong tay ra ngoài nàng chính là đứng đầu sát thủ người nào có thể đem một món đồ đặt ở trong tay nàng chẳng lẽ là có địch nhân vì sao nàng không phát hiện nàng luôn luôn bảo trì cảnh giác sau khi ném ra ngoài nàng vẫn cảnh giác cảm ứng chung quanh nguyệt cơ xảy ra chuyện gì minh tưởng thấy nguyệt cơ đi phía trước thái độ khác thường giống như mèo bị rắn cắn nổ tung hắn cũng cực kỳ kỳ quái hắn cũng không có cảm giác được có bất kỳ dị thường xuất hiện vậy tại sao nguyệt cơ lại có phản ứng lớn như vậy vừa mới xuất hiện trong tay ta nguyệt cơ vừa muốn nói trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một quyển sách thần bí nhưng lời nói đến bên miệng thì làm thế nào cũng nói không nổi nữa hơn nữa nàng càng là cảm giác từ sâu trong nội tâm mơ hồ truyền đến một loại cảm giác làm cho nàng sẩn gai ốc Tự hồ nàng chỉ cần nói tiếp sẽ có đại khủng bố phát sinh ách minh hậu ngươi vừa mới nhìn thấy thứ ta ném ra sao nguyệt cơ đảo mắt dừng bước quay đầu nhìn minh hậu hỏi bởi vì cô không thể nói ra quyển sách kia vậy minh hậu cũng nên nhìn thấy nàng vừa mới ném ra một món đồ chứ thậm chí nàng vừa mới nhìn thấy quyển sách kia rơi xuống cách Minh Hậu không xa. Minh Hậu là một vị cao thủ thực lực cũng không kém nàng, tin tưởng hắn tất nhiên là thấy được. Thứ gì? Minh Hậu mờ mịt mở miệng. Hắn chỉ thấy nguy cơ vừa mới phản ứng quá khích. Nhưng cũng không nhìn thấy cái gì. Ngươi nhìn phía sau ngươi 10 mét. Nguy cơ bất đắc dĩ, đành phải vương ngón tay ngọc tinh tế chỉ vào chỗ sách vừa mới rơi xuống đất lúc này mới đến phiên ánh mắt cô ngạc nhiên nàng làm võ đạo cao thủ thì lực tự nhiên vô cùng tốt nhưng ánh mắt nàng có thể nhìn thấy cũng không có nhìn thấy quyển sách màu đen kia mà lúc này nàng cảm giác tay trái hơi trầm xuống chẳng lẽ sắc mặt cô đột nhiên đại biến đưa tay trái lên trước mặt quả nhiên nhìn quyển sách màu đen trên tay con ngươi trong mắt nàng chợt co rụt lại đây là vật gì tại sao lại xuất hiện trong tay ta? Hơn nữa quăng cũng quăng không xong. Lúc này trong đầu Nguyệt cơ hiện lên 10 vạn câu hỏi vì sao? Nhưng vẫn giống như vừa rồi, chuyện về quyển sách này nàng nói đến bên miệng liền dừng lại. Luôn không thể nói lối ra. Hơn nữa mỗi lần muốn nói, trong lòng đều sinh ra một cổ cảm giác sởn gai ốc. Điều này làm cho nàng cũng không dám cùng Minh Hậu nhắc tới việc này. Có chuyện gì vậy? minh hậu thấy trong đôi mắt đẹp của nguyệt cơ âm tình bất định bộ dáng do dự cũng không khỏi trầm giọng mở miệng biểu tình như vậy rất ít khi nhìn thấy trên mặt nguyệt cơ tuy rằng trong đầu hắn không linh quan nhưng lúc này cũng có chút kinh ngạc không có việc gì lắc đầu nguyệt cơ hướng minh hậu mở miệng nói đi thôi nhiệm vụ này rất quan trọng được nhắc tới nhiệm vụ minh hậu cũng thu hồi tâm tư tiếp tục cùng nguyệt cơ chạy nhanh về phía trước. Hai đạo nhân ảnh ở dưới ánh trăng hướng phía trước chạy nhanh, mà lúc này nguyệt cơ nhưng là hơi chút rớt lại phía sau vài bước, ở minh hậu phía sau. Nàng lúc này tay phải đang cầm sách, đôi mắt đẹp nhìn sách lộ ra tò mò. Ta muốn xem bên trong ghi lại cái gì? Nghĩ như vậy, nàng trắng tay lật một cái, đem sách đánh ra. Nhật ký của Diệp Lăng Trần, dành riêng cho Nguyệt Cơ. Đây là nhật ký của Diệp Lăng Trần tại sao lại xuất hiện trong tay ta hơn nữa người này còn cực kỳ tự kỷ còn muốn thu ta vào trong phòng chật chật lá gan người này lại rất lớn trong phòng dịp lăng trần đột phá đến tiên thiên thất trọng cảnh hơn nữa có được tiên thiên đao cốt cùng nghịch thiên ngộ tính tâm tình của hắn thật tốt lúc này tuy rằng đêm đã khuya hắn cũng không có gì buồn ngủ mà lúc này thực lực xúc giác tăng lên càng thêm linh mẫn trong mắt hắn đột nhiên ngưng tụ nhìn về phía cửa sổ bên phải. Có người. Tuy rằng tiếng bước chân truyền đến rất nhẹ, nhưng Diệp Lăng Trần vẫn cảm giác được người bên kia tới. Hơn nữa còn có một cổ sát ý như có như không truyền đến, làm Diệp Lăng Trần rùng mình. Đây là có người muốn giết ta. Chương 06 Trong đêm tối ám sát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cũng tốt, hiện giờ võ công ta thành công, cũng có thể thử giao mổ trâu. Dịp Lăng Trần tự nói, dứt khoát đặt gối ở giữa giường, rồi đắp quần lên. Chính mình thì là giấu kỹ ở chỗ tối bên cạnh tủ quần áo. Một tay này vẫn là hắn kiếp trước tại TV đi học, hắn ngược lại muốn nhìn xem là người phương nào muốn lấy tánh mạng của hắn. Mà lúc này ở ngoài cửa sổ, có một cái thân hình không cao che mặt hắc y nhân đang cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa sổ. Bò ở bên cửa sổ cẩn thận nghe một hồi, xác thực người bên trong đã ngủ, Người áo đen mới nhẹ giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới lần này Tôn chủ sẽ phái ta ra tay. Bất quá chỉ là một phế vật mà thôi, Tôn chủ có cần phải coi trọng như vậy không? Nghe nói Diệp Lăng Trần chỉ mới có cảnh giới hậu thiên, dùng thực lực của ta giết hắn có thể nói là giết gà dùng dao mổ trâu. Là khuynh thành năm đó thiên phú nghịch thiên, thực lực cường đại, không nghĩ tới nhi tử của nàng lại là phế vật như vậy, quả nhiên là buồn cười. Quên đi, nhanh chóng đem người giết trở về phục mệnh, nơi này chính là Lĩnh Nam Vương phủ, cũng không thể lưu lại. Nói đến Lĩnh Nam Vương phủ, người bịt mặt đồng tử hơi co rụt lại. Người bịt mặt tên là Sở Hằng, chính là cao thủ có chút danh vọng trên giang hồ. Hắn vì bá Đao Nhạc Sơn làm việc, mà lần này chính là bá Đao Nhạc Sơn phái hắn tới giết Diệp Lăng Trần. Mẹ của Diệp Lăng Trần là Lạc Khuynh Thành cũng chính là bị bá Đao Nhạc Sơn giết chết năm đó thiên đao tống khuyết tự nghĩ ra vô thượng tuyệt học thiên đao bát thức đao đạo đại thành liền tìm tới bá đao đệ nhất đại tùy đao đạo khi đó khiêu chiến trận chiến đó tống thiếu chiến bá đao cũng bại bá đao bị đoạt danh hiệu đại tùy đệ nhất đao khách lại bị tống khuyết đánh thành thương trong lòng oán hận nhưng kiên kỵ thực lực của tống khuyết hắn lại không thể làm gì cho nên hắn liền tìm cơ hội giết lạc khuynh thành hắn chính là muốn tống khuyết thống khổ sự thật cũng là như thế lúc trước sau khi thiên đao tống khuyết biết được nghĩa muội bị bá đao nhạc sơn dết chết hai mắt đỏ lên hắn một người một đao dết tới bá đao môn đem toàn bộ bá đao môn dết đến máu chảy ngàn dặm bá đao đánh không lại chỉ có thể mang theo một ít môn nhân đào tẩu từ nay về sau trong đại tùy không còn tin tức của người này sở hằng cẩn thận đẩy cửa sổ ra dùng cửa sổ nhẹ nhàng lật qua đi tới bên giường hắn đem bên hông đeo đoạn đao đặt ở trước người ánh trăng chiếu rọi không tới địa phương, nhẹ nhàng mà rút ra. Kiếp sau đầu thai tìm người tốt. Sở hằng nói nhỏ một tiếng, đao quang trong tay chật lóe, đã đâm ở trên giường. Hả? Nhận thấy được đoạn đao đâm đến đồ vật không đúng, sở hằng lập tức đem chăn mở ra. Người đâu? Nhìn gối đầu dưới chăn, trong mắt sở hằng đại biến, sắc mặt tái mét ở lĩnh Nam Vương Phủ Thiên Đao Tống khuyết hành thích nếu bị phát hiện, vậy hắn dù có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Dù sao Thiên Đao Tống khuyết chính là thiên hạ đệ nhất đao chân chính trong thiên hạ. Năm đó Tôn Chủ chính là bị Thiên Đao Tống khuyết đánh bại. Hơn nữa càng là bởi vì Thiên Đao tồn tại, bá đao môn bọn họ chỉ có thể thoát khỏi đại tùy, trốn đến một chỗ hoang vu mai danh ẩn tích. Đang lúc nội tâm sở hằng lo sợ bất an, một đạo thanh âm nam tử trong trẻo vang lên sau lưng hắn. Ngươi là đang tìm ta sao? Trong thanh âm nam tử mang theo ý cười, trong bóng đêm yên tĩnh có vẻ vang dội như thế. Mà nghe vào trong tai sở hằng, lại càng giống như một đạo kinh lôi nổ vang. Sở hằng cứng nhắc xoay người, gắt gao nhìn chầm chầm nam tử trẻ tuổi tuấn Mỹ kỳ cục phía trước hắn. Ngươi chính là Diệp Lăng Trần. Nhìn nam tử trước mắt chỉ là bộ dáng vừa trưởng thành, Hắn xác định thân phận nam tử trước mắt, mà lúc này trái tim hắn cũng trong nháy mắt thả lỏng. Dù sao tuy rằng không biết vì sao Diệp Lăng Trần sớm biết hắn tập sát, nhưng hắn tự nghĩ lấy thực lực của hắn có thể dễ dàng đánh chết nam tử trước mặt. "Đúng vậy, là ai phái ngươi tới giết ta?" Diệp Lăng Trần lạnh nhạt nhìn hắc y nhân che mặt trước mặt. Nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt khí định thần nhàn, sở hằng yên lòng trong nháy mắt lại tăng lên xem bộ dáng tiểu tử này không sợ hãi, chẳng lẽ còn mai phục sao? Nghĩ như vậy, trên mặt hắn cũng là bất động thanh sắc. Sở hằng lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách với Diệp Lăng Trần, đề phòng nhìn nam tử trước mắt, lạnh lùng mở miệng nói. Tiểu tử, đem người cất giấu gọi ra đi. Yên tâm, nơi này tạm thời chỉ có một mình ta. Đối với kiên kỵ của người áo đen, trong lòng Diệp Lăng Trần hiểu rất rõ. Hắn tiếp tục mở miệng nói hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết là ai phái ngươi tới đi. Ha ha ha, ngươi đã thẳng thắn như vậy, ta đây liền để cho ngươi chết rõ ràng. Là tôn chủ phái ta tới, mà ta theo như lời tôn chủ chính là năm đó giết chết mẫu thân ngươi người. Tin tưởng ngươi hẳn là cũng biết ta nói là ai. Nói như vậy, sở hằng tự tiếu phi tiếu nhìn chầm chầm nam tự trước mắt. Sở hằng biết nơi này không có cao thủ khác mai phục tâm tình tốt, hắn liền đem sự tình nói ra là bá đao. Diệp Lăng Trần nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Lúc này trên mặt nào còn có phong khinh vân đạm lúc trước, lúc này ánh mắt hắn lạnh như băng, khí thế trên người cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm người bịt mặt trước mắt, lạnh lùng nói. Nói cho ta biết vị trí bá đao. Ta nói với ngươi nhiều như vậy đã là nhân chí nghĩa tẩn, về phần ngươi muốn biết tôn chủ ở đâu, vậy đi xuống hỏi Diêm Vương gia đi. Sở Hằng hừ lạnh một tiếng, chân phải đạp mạnh về phía trước, chân khí cường đại thấu ra. Một thân tiên thiên lục trọng cảnh thực lực nhìn không sót gì. Hắn cầm đoạn đao trong tay nhe răng cười hướng dịp lăng trần phóng tới, đoạn đao trong tay phun ra nuốt vào hào quang màu đỏ rực. Khoảng cách giữa hai người chỉ có bảy tám bước, thân pháp của hắn gia trì, khoảng cách này trong nháy mắt đã bị vượt qua. Mượn ánh trăng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của dịp lăng trần, Hắn thậm chí phản phất đã thấy được đoạn đao trong tay hắn cắt ra cổ họng Diệp Lăng Trần, máu tươi nóng bỏng từ trong mạch máu của hắn phun tung tóe ra. Chết đi. Ngay sau đó, đao trong tay Sở Hằng hung hăng đâm xuống, đâm vào cổ Diệp Lăng Trần. Hả? Nhưng trong nháy mắt trên mặt hắn lại biến đổi, bởi vì lúc này đây hắn lại đâm hụt. Bóng người trước mắt nhạt đi, thân hình Diệp Lăng Trần ngưng tụ ở xa xa. Đây là chuyện gì? sở hằng nhìn nam tử xa xa trên mặt vô cùng giật mình ngươi đã muốn giết ta vậy thì đi theo ta đi dịp lăng trần chỉ cười lạnh một tiếng lưu lại một câu liền nhảy qua cửa sổ hướng bên ngoài chạy đi hắn cũng không muốn kế tiếp đánh nhau đem gian phòng của mình phá hư hắn cũng không lo lắng người bịt mặt không đến dù sao nơi này là lĩnh nam vương phủ nhìn thân ảnh thon dài của dịp lăng trần hướng xa xa mà đi hai mắt sở hằng trên mặt nạ tràn đầy xanh mét hắn hơi do dự liền cắn răng cũng vượt qua cửa sổ, đuổi theo Diệp Lăng Trần. Dù sao hắn tới đây giết Diệp Lăng Trần chính là mệnh lệnh của bá đao. Nếu hắn không đem đầu Diệp Lăng Trần mang về, vậy trở về chính là chết. Còn nữa hiện giờ ở lĩnh Nam Vương Phủ bên trong bị tiểu tử này đào tẩu, nếu để cho hắn đi tìm đến Vương Phủ bên trong cao thủ. Hoặc là kinh động thiên đao tống khuyết, vậy hắn tất nhiên cũng có chết không sống. Cho nên trước mắt hắn duy nhất đường sống chính là trước khi Diệp Lăng Trần đi cầu cứu đánh chết hắn, trong mắt hắn đây cũng là điều duy nhất có thể làm được. Dù sao trong mắt hắn Diệp Lăng Trần chỉ là một tiểu tử vừa trưởng thành, một tiểu tử miệng sử chưa khô như vậy mặc dù có một ít võ công trong người lại sẽ lợi hại bao nhiêu đây. Hơn nữa hắn cũng không quên Diệp Lăng Trần có danh hiệu phế vật, hắn càng tin tưởng hắn vừa mới thất thủ chỉ là Diệp Lăng Trần vận khí tốt mà thôi, mà chỉ cần hắn đuổi theo vận khí cũng sẽ không nhiều lần tốt như vậy. Tại chân khí tại gia trì hạ, hắn rất nhanh liền tiếp cận phía trước chạy như điên trong dịp lăng trần. Nhưng làm cho sở hằng kỳ quái chính là, dịp lăng trần tại này to như vậy trong vương phủ cũng không phải hướng bên trong sân mà đi. Ngược lại là hướng phía sau chỗ hoang vắng mà đi. Tuy rằng trong lòng hắn không hiểu, nhưng thấy vậy trong lòng càng thêm cao hứng. Mà lúc này ở một địa phương cách lĩnh Nam rất xa xôi, có một mảnh thảo nguyên mênh mông vô bờ kỳ quái chính là có một tòa núi lớn khổng lồ dựng thẳng ở trong thảo nguyên trên núi lớn có một tòa cung điện thật lớn lúc này đại sảnh cung điện đang có một nam tử già dặn mặc áo choàng màu đỏ thẫm nhiên người dựa vào ghế gỗ làm bằng gỗ tử đàn nam tử này tuổi gần trung niên trên đầu có từng cọng tóc bạc đường hoàng sinh trưởng sắc mặt hắn âm trầm ánh mắt hung ác lúc này tay hắn chống đầu nhìn chầm chầm phía trước âm lãnh mở miệng. Hừ, sở hằng ra tay, lần này con của tiện nhân kia chết chắc rồi. Vừa lúc đưa hắn đi đoàn tụ với tiện nhân kia. Tống khuyết, năm đó ngươi không giữ được tiện nhân kia, hôm nay con của tiện nhân kia lại chết, còn chết ở quý phủ của ngươi. Hai cái muốn bảo vệ ngươi chết thảm, xem ngươi có khuyết tâm cảnh còn thế nào đột phá lục địa thần tiên. Thanh âm âm lãnh của hắn giống như độc chú phiêu tán trong cung điện âm lãnh. Chương 7 Thiên đào tám thức sơ hiển uy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đợi một hồi không thấy nhật ký cập nhật lần nữa, Hoàng Dung đã trở lại khuê phòng ngủ. Nhưng nghĩ đến nhật ký dịp lăng trần viết, cô lại trằn trọc, làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu luôn hiện lên dịp lăng trần theo như lời thế giới này là tiểu thuyết thế giới. Mà tất cả mọi người trong thần châu cũng là người dưới ngòi bút. Cái này thật là không thể tưởng tượng nổi đi. Hoàng Dung lúc này đem cái đầu nhỏ của mình từ trong chăn dò ra. Cô vừa há to miệng hít thở không khí mát mẻ, vừa chớp đôi mắt đẹp linh động suy tư. Nếu tất cả những gì Diệp Lăng Trần nói đều là sự thật, vậy Diệp Lăng Trần tất nhiên cũng biết tương lai của nàng. Cũng sẽ biết vì cái gì phụ thân năm đó những đồ đệ kia đều chết chết, tàn phế tàn. Thậm chí cũng có thể biết mẫu thân nàng đến tột cùng là chết như thế nào. Tương lai ta sẽ như thế nào? nói tới đây, trong đôi mắt đẹp của Hoàng Dung lóe lên ánh sáng khát khao. Nàng từ nhỏ đều ở trên đảo lớn lên, chỉ là nghe phụ thân nàng nói như thế nào thế giới bên ngoài chỗ đặc sắc. Chưa bao giờ thấy thế giới trên đất liền. Nàng tương lai sẽ ở trên lục địa kết giao rất nhiều bằng hữu, ở trong giang hồ hành hiệp trường nghĩa, bên vực kẻ yếu, khoái ý ân cừu. Thậm chí trở thành đại hiệp như phụ thân. Mà tương lai nàng sẽ gặp được tri kỷ có thể làm cho mình lo lắng kia nghĩ tới đây trong đầu hoàng dung không khỏi nhớ tới dịp lăng trần ở trong nhật ký nói hắn rất đẹp mắt thôi đi hoàng dung tôi mới không phải là bộ não yêu đương lắc đầu khuôn mặt nhỏ nhắn của hoàng dung đỏ lên thật vất vả có cái đồ chơi vui như thế nào lại không tiếp tục viết tiểu long nữ một lần nữa đem thân thể mềm mại treo ở trên dây thừng lúc này nàng lại buồn bực vô cùng cô giơ bàn tay nhỏ bé lên dùng sức vỗ vỗ quyển nhật ký màu đen trong tay nhưng mà mặc cho nàng làm như thế nào, quyển nhật ký màu đen này cũng không hề có phản ứng. Chẳng lẽ ngủ rồi sao? Lúc này mới mấy giờ? Trên mặt tiểu long nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn đầy hồ nghi. Nàng lại quên mất, ngày thường vào thời khắc này nàng đã chìm vào giấc mộng. Bất quá lúc này tiểu long nữ bị quyển nhật ký gợi lên hứng thú nhưng trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Yêu nguyệt trên giang hồ đại minh thanh danh như mặt trời ban trưa, lúc tôn bà bà mua thức ăn về nói cho ta biết thân phận địa vị của yêu nguyệt có thể tưởng tượng được mà theo như tôn bà bà nói yêu nguyệt này không chỉ tu luyện vô thượng công pháp minh ngọc công công tham tạo hóa hơn nữa còn là tuyệt mỹ nữ tử thiên hạ khó gặp có thể nói là có diện mạo khuynh thành nhưng theo như lời dịp lăng trần yêu nguyệt này lại là một bộ não yêu đương hơn nữa bởi vì một gian phong mà bi kịch kết thúc thật đúng là có kịch tính đáng tiếc diệp lăng trần không chịu nói ra tất nhiên sẽ cực kỳ đặc sắc tiểu long nữ cầm quyển nhật ký ném lên giường hàng băng ngọc thì thào tự nói kỳ thật lúc mới bắt đầu có được quyển nhật ký này cô cũng đã nghiên cứu qua quyển nhật ký màu đen đột nhiên xuất hiện trong thạch thất của mình cho nên khi đó nàng liền phát hiện quyển nhật ký này không dễ dàng hư hao nhìn vách đá thô ráp trên bầu trời thạch thất tiểu long nữ chợt nghĩ thầm diệp lăng trần tên này trái một câu phải một câu đều là di hoa cung cung chủ, nhưng là không có mấy câu đề cập đến ta. Tổ sư bà bà nói quả nhiên không sai, nam tử đều là hạng bạc tình. Trong di hoa cung, ánh nến sáng trưng, hương hoa theo gió đêm phiêu đảng trong mỗi một cung điện. Lúc này yêu nguyệt nhìn quyển nhật ký thật lâu không hề động đậy cũng là trong lòng khó chịu. Hừ, tên hỗn đảng này không phải có thể nói sao? Sao không nói tiếp? ta thật muốn biết kết cục tương lai của ta đến tột cùng sẽ bi thảm như thế nào lúc này dịp lăng trần bị một đám nữ hiệp nhớ thương cũng là đứng ở trên một chỗ sơn dạ trống trải thổi gió đêm mát mẻ xen lẫn mùi cỏ xanh hắn cũng rất thích ý hắn hơi nhắm mắt lại tràn đầy say mê hít thở không khí mang theo hơi thở hoa cỏ không biết tên này không có bị công nghiệp khí thải ô nhiễm không khí quả nhiên là tươi mát đem một chai mang tới lam tinh trên phỏng chừng đều có thể bán cái giá tốt a à lắc đầu xua tan ý niệm đột nhiên nhảy ra trong đầu hắn mở to hai mắt tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh chung quanh nhiều gò núi nhưng là đều rất thấp bé tuy có cỏ dại mọc thành bụi tầm nhìn cũng là cực kỳ rộng rãi đây đúng là một nơi chôn xác rất tốt dịp lăng trần không khỏi nghĩ đến hừ mặc kệ ngươi dẫn ta tới nơi này có mục đích gì hôm nay nơi này chính là mộ địa của ngươi mà ngay khi suy nghĩ trong đầu Diệp Lăng Trần không ngừng, một tiếng quát lạnh từ không xa truyền đến. Mà theo tiếng quát lạnh vang lên, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ không xa lướt tới, mang theo một trận gió càng thêm mát mẻ rét run. Đúng là sở hằng theo đuôi Diệp Lăng Trần tới. Nhìn trong sơn giả trống trải, thật sự chỉ có một mình Diệp Lăng Trần. Sở hằng lúc này trong lòng càng vui mừng vô cùng. Tuy rằng tối nay ám sát mặt cho rất nhiều nhấp nhô nhưng theo như hiện tại xem ra vẫn sẽ có một kết cục viên mãn. Tiểu tử, ngươi xem trọng, đây là bá đao đao pháp tôn giáo chủ cho ta. Có thể chết dưới một chiêu này, là vinh hạnh của ngươi. Lúc chạy tới, sở hằng càng quát lạnh một tiếng, mở miệng nói. Hiển nhiên lúc này hắn đã không có ý định lưu thủ. Dù sao nơi này tuy rằng rời khỏi lĩnh Nam Vương Phủ, nhưng là nơi này khoảng cách Vương Phủ cũng không xa vạn nhất nếu kinh động đến thiên đào tống khuyết. Vậy hắn chỉ có một con đường chết. Dù sao ngay cả tôn chủ năm đó cũng không phải là đối thủ. Chớ đừng nói chi là hiện tại có danh xưng thiên hạ đệ nhất đao thiên đao tống khuyết. Hắn nếu muốn tại còn sống rời đi đồng thời, lại hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Mà khi sở hằng vừa mới vang lên, hắn đã len ken rút trường đao bên hông ra ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước chảy xuôi trên thân đao trắng như tuyết, một cổ khí tức rét lạnh từ trên trường đao trong tay hắn tràn ngập bốn phía. Lúc này theo chân khí trong cơ thể hắn thông qua cổ tay rót vào trường đao trong tay, một cổ đao khí sắc bén mà cùng bạo kích động đi ra. Cổ đao khí này giống như sóng thần khuấy động biển rộng cuốn động vốn là gió đêm mát mẻ nhu hòa. Hu chấm hu chấm hu chấm hát o o cùng phong mang theo khí tức sắc bén đánh về phía dịp lăng trần. Mà sau đó, thân hình sở hằng bao bọc trong hắc y càng nhanh chóng xẹt qua giơ trường đao tản ra khí tức bá đạo chém về phía diệp lăng trần trên mặt hắn chứa một nụ cười lạnh như băng nhìn diệp lăng trần giống như đang nhìn một người chết hắn cũng không tin tiểu tử trẻ tuổi như vậy có thể chống lại hắn theo hắn thấy tiểu tử này tuổi trẻ khí thịnh trên người có vài phần thực lực liền tự cho là đúng đối với suy nghĩ của diệp lăng trần hắn tự nhận là hiểu biết không kém bao nhiêu dù sao hắn cũng là từ thiếu niên tới. Mà nơi cùng phong thổi quét tay áo dịp lăng trần tung bay, tiếng săn bắn vang lên. Nhưng hắn lại vui vẻ nhìn chầm chầm hắc y nhân xông về phía mình. Tới hay lắm, để ngươi thử xem sự lợi hại của thiên đào bát thức ta. Dịp lăng trần hét lớn một tiếng, từ trên mặt đất nhặt lên một cành cây coi như thẳng. Theo chân khí hùng hồn trong cơ thể vận chuyển trong kinh mạch, trong mắt hắn đột nhiên dâng lên chiến ý vô biên năm đó nghĩa phụ dùng thiên đao bát thức đánh bại bá đao, hôm nay ta liền dùng hắn đánh bại ngươi. Đối mặt với một đao mạnh mẽ của sở hằng, Diệp Lăng Trần bước ra, thân thể tránh né công kích của sở hằng. Hắn cầm nhánh cây trở tay chém sở hằng, quát khẽ một tiếng. Thiên vấn đệ nhất đao, trên dưới chưa hình, làm sao thi được? Si. Tiếng quát khẽ hạ xuống, một đạo đao khí cô động tản ra quang mang trắng mông lung đánh về phía sở hằng. Ừ, đao khí phóng ra ngoài nhìn đao khí màu trắng đụng vào hắn đồng tử sở hằng co rụt lại khuôn mặt dưới mặt nạ có chút trắng bệch theo hiểu biết của hắn nếu muốn đao khí phóng ra ngoài ít nhất cũng phải đạt tới tiên thiên cửu trọng cảnh chỉ có đạt tới tiên thiên cửu trọng cảnh chân khí mới đủ cô động như vậy mới có thể thúc đẩy chân khí trong cơ thể phóng ra ngoài mà không nghĩ tới cháu ngoại của thiên đao tống khuyết hiện tại có thể đao khí phóng ra ngoài đây chẳng phải là nói tiểu tử tuấn Mỹ kỳ cục trước mắt này đã là tiên thiên cửu trọng cảnh. Điều này sao có thể? Sở hằng nhìn ánh đao xa xa, da đầu tê dại nói. Ta không tin ngươi lại mạnh như vậy. Liều mạng. Nhìn đau khí như tử thần bổ ra, hàm răng sở hằng cắn khanh khách vang lên, ác lệ nói. Lúc này hắn cũng hiểu được chiến còn có cơ hội, không chiến vậy chỉ có thể chết. Uống. Sở hằng đại quát một tiếng, ống tay áo trong nháy mắt nổ tung, lộ ra cánh tay cường tráng của hắn. Lúc này hai mắt hắn trừng lớn, gân xanh trên cánh tay cuốn quanh, thúc giục chân khí toàn thân tràn vào trong trường đao trong tay. Chết! Hắn gắt gao nhìn chầm chầm đao khí đang tiếp cận, hai tay cầm trường đao nặng nề chém xuống trước người. Oanh! Hai đao đụng vào nhau, trong nháy mắt khí cơ khủng bố tràn ra bốn phía. Bụi mù cuốn động, cỏ dại ở giữa đều bị đao khí cùng bạo cuốn nát. Thật lâu sau, gió mát thổi qua, bụi mù tản đi, Diệp Lăng Trần sừng sững tại chỗ, một thân áo trắng không nhiễm một hạt bụi. Mà sở hằng lại ngã trên mặt đất, quần áo vỡ nát, thần sắc trắng bệt, khóe miệng càng không ngừng tràn ra vết máu đỏ tươi. Lúc này hắn chỉ có thở ra, không có thở vào. Chương 08 Loan loan chấn kinh, ta lại là tương lai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bá đau ở đâu? nhìn hắc y nhân nằm trên mặt đất sắp chết, Diệp Lăng Trần lạnh lùng nói. Trong mắt hắn không có chút thương hại nào. Dù sao thế giới này chính là tống vũ thế giới. Người ở giang hồ phiêu, sao có thể không bị đau? Thế giới cường giả vi tôn, chết cũng chỉ có thể trách mình tài nghệ không bằng người. Ở, ở Thảo Nguyên. Sở hằng chảy máu trong miệng phun ra mấy chữ cuối cùng, ánh mắt ảm đạm không còn động tĩnh xem ra sau này ra tay phải giữ lại vài phần lực đạo. Diệp Lăng Trần nhìn thi thể hắc y nhân trước mắt dần dần trở nên lạnh như băng, trên mặt cũng có vẻ bất đắc dĩ. Hắn vốn là muốn đem hắc y nhân này đánh bại bắt được. Không nghĩ tới bị hắn một chiêu cho giết. Xem ra hiện giờ thực lực của hắn quả thật vô cùng cường đại. Tiên thiên lục trọng cảnh cao thủ, đều bị hắn một đau giết chết thực lực của ta bây giờ sợ rằng cao thủ tiên thiên cửu trọng cũng không phải là đối thủ của ta. Có lẽ chỉ có cao thủ cảnh giới tông sư mới có thể cho ta đánh một trận vui vẻ. Lúc này Diệp Lăng Trần đối với thực lực của mình càng thêm hiểu rõ cùng định vị. Bất quá chuyện hạ thủ không có chừng mực này về sau vẫn phải lưu lại chút thần. Dù sao hành tẩu giang hồ, đánh nhau không nhất định đều là địch nhân. May mà hắc y nhân này nói ra chỗ ẩn thân của bá đao, bằng không thì lăn qua lăn lại một phen. Nói như vậy, Diệp Lăng Trần cũng xin lòng vui mừng. Tuy rằng không biết hắc y nhân này là vì sao đem chỗ ẩn thân của bá đao nói cho hắn biết. Nhưng đối với việc này Diệp Lăng Trần hiển nhiên là cực kỳ vui vẻ. Mà vui vẻ rất nhiều, đáy mắt hắn sâu trong càng là chấp động vô tận lạnh lẽo. Mặc kệ nói như thế nào, con mẹ nó chính là con mẹ nó. Nàng đã bị bá đao giết, vậy ngày sau hắn liền muốn đồ sát bá đao cả nhà báo thù. Bất quá hắn cũng rõ ràng với thực lực hiện tại của hắn cũng không phải là đối thủ của bá đao. Dù sao bá đao cũng là cao thủ đao đạo năm đó có thể đánh một trận với tống khuyết. Từng là đệ nhất đao khách giang hồ đại tuy. Tuy rằng phía sau bị tống khuyết đánh bại, nhưng cũng không phải dịp lăng trần tiên thiên thất trọng cảnh có thể chiến thắng. Mà qua nhiều năm như vậy, thực lực bá đao chỉ sợ càng tiến thêm một bước không vội, dù sao nhiều năm như vậy cũng đều đã qua, cũng không quan tâm đợi thêm một hai năm. Bây giờ có hệ thống và ngộ tính nghịch thiên trong người, thực lực của ta trưởng thành sẽ một ngày ngàn dặm. Tương lai không cần nói cái gì giết bá đao báo thù, chính là ngày đó trên tiên nhân ta đều có thể chém xuống. Diệp lăng trần lúc này thần quan nghiêm túc nhìn bầu trời đêm trăng tròn treo cao. Xoay người rời đi hướng đường cũ trở về, Diệp lăng trần càng là nhất tâm nhị dụng viết nhật ký. Viết nhật ký có thể dùng tay viết, cũng có thể bất động dùng bút, trực tiếp dùng ý niệm huy động bút trong đầu trực tiếp viết. Mà Diệp Lăng Trần hiện tại đang dùng phương thức thứ hai. Mọi người đều nói đêm đen gió cao giết người đêm, nhưng tại viên nguyệt chi dạ giết người xong ta lại có chút không đồng ý cái quan điểm này. Quả nhiên là thực tiễn ra chân tri. Ai có thể nghĩ đến đêm hôm khuya khoắt, còn có người dám đến lĩnh Nam Vương phủ ám sát ta. Cũng may thực lực của ta tăng lên, nếu không lần này có thể đã chết trong cung điện yêu nguyệt ngồi bên cạnh bàn đôi mắt đẹp khép hờ tâm thần lại là quyển nhật ký lẳng lặng đặt trên bàn đinh đinh mà lúc này trên bàn gỗ tử đàn vang lên một trận thanh âm dồn dập yêu nguyệt đột nhiên mở đôi mắt đẹp tay ngọc mở quyển nhật ký ra trong nháy mắt cô đưa mắt nhìn quyển nhật ký trên mặt bàn ha 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 thật sự là đại khoái nhân tâm vừa mới chửi bới ta liền gặp báo ứng đi mới vừa nhìn hai câu yêu nguyệt mặt mày công công thoải mái cười to bất quá nhìn ý tứ diệp lăng trần nói trong nhật ký sự hưng phấn trong lòng cô liền không còn sót lại chút gì hừ đây là thích khách gì ngay cả một tên 18 tuổi cũng không bắt được hiện tại thích khách ngưỡng cửa đều thấp như vậy sao cái gì a miêu a cẩu đều có thể trở thành thích khách yêu nguyệt bất mãn lẩm bẩm a à, diệp lăng trần lại gặp phải ám sát thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy sao? Người ngồi trong nhà, đau từ trên trời tới. Cái này cũng rất thú vị. Hoàng Dung lúc này cũng sốc chăn lên, từ trên giường nhảy dựng lên. Cô say sư nhìn quyển nhật ký trong tay. Mà lúc này ở phái âm quỳ, quảng quảng lắc nhẹ một đôi chân ngọc hoàng mỹ, một hồi chuông dễ nghe vang lên. Thế lực nào dám phái người đi lĩnh Nam Vương phủ ám sát dịp công tử, đây là ngại mạng dài sao? cô nhìn quyển nhật ký mở ra trong tay kinh nghi nói quy danh của thiên đao tống khuyết cũng không phải là nói mà thôi nàng thân là âm quỳ phái thánh nữ đối với thiên đao tống khuyết cường đại có nhận thức rõ ràng đây chính là thiên nhân cảnh giới vô thượng cao thủ thậm chí ngay cả sư tôn nàng cũng kiên kỵ thiên đao tống khuyết không thôi mỗi lần xuất hành có thể vòng qua lĩnh nam nàng sẽ vòng qua lĩnh nam nhiều năm trước nàng cũng từng hỏi sư tôn vì sao nàng còn nhớ rõ lúc ấy sắc mặt sư tôn ngưng trọng phun ra hai chữ tống khuyết liền ngậm miệng không nói nữa cho nên từ đó trở đi nàng cũng đem hai chữ tống khuyết liệt vào cấm kỵ mà về sau đợi nàng lại trưởng thành một ít về sau nàng càng là tìm đọc rất nhiều đại tùy sử sách ghi chép nàng mới biết vì sao sư tôn lại kiên kỵ tống khuyết như vậy bởi vì võ giả đại tùy là tận mắt chứng kiến tống khuyết chinh chiến thiên hạ như thế nào trở thành thiên hạ đệ nhất đao khách mà lúc này theo quyển nhật ký trong tay rung nhẹ một trận oảng oảng thu hồi suy nghĩ đem ánh mắt một lần nữa quét về phía quyển nhật ký trong tay chỉ thấy một hàng chữ màu đen nhanh chóng hiện ra bất quá này vừa tới liền đụng phải như vậy kích thích nguy hiểm sự tình này không hổ là thuộc về võ đạo thế giới cái này lại một lần nữa nhắc nhở ta cần mau chóng tăng lên thực lực của mình bây giờ ta mặc dù đã là tông sư bên trong có thể một chọi một tông sư bên dưới ta vô địch nhưng là thực lực này tại này võ đạo hương thịnh thần châu nhưng là xa xa không đủ chớ đừng nói chi là những lão bà tương lai của ta cơ hồ mỗi người đều có võ công không tầm thường không nói yêu nguyệt kia yêu đương não lý hàn y kia băng mỹ nhân đã nói tiểu yêu nữ xinh đẹp đáng yêu quảng oảng tương lai thực lực cũng không tệ rồi tương lai nàng sẽ thống nhất ma đạo lục đạo trở thành nữ đế vạn người cộng tôn cảnh giới tông sư một chọi một vô địch dưới tông sư cái này thật sự có vài phần thực lực nói như vậy đệ tử của sư huynh đường liên cũng không phải là đối thủ của hắn lý hàn y vuốt ve quyển nhật ký trong tay nhẹ giọng nói nhỏ thực lực của đường liên cũng được cho là xuất sắc trong thế hệ trẻ bắc ly nhưng theo như dịp lăng trần nói thực lực của hắn có thể sánh vai tông sư cao thủ nói như vậy thực lực của dịp lăng trần đủ để đứng đầu bắc ly nàng hơi ngẩng đầu lên ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng tự hồ có thể vượt qua khoảng cách vô tận, nhìn thấy Diệp Lăng Trần. Nàng một thân bạch y thắng tuyết, một cổ khí tức lạnh như băng từ trên người nàng phát tán ra. Làm cho người ta liếc mắt một cái, sẽ có ảo giác nhìn thấy một đóa ngạo tuyết bạch liên. Nàng hiện tại đối với Diệp Lăng Trần càng ngày càng có hứng thú. Dù sao Diệp Lăng Trần theo như lời hắn nói không chỉ là người ngoài trời, hơn nữa còn là cháu ngoại của thiên đao Tống Khuyết hôm nay xem ra vẫn là thiên tài tuyệt đỉnh khó gặp. Từ trên người hắn không biết có thể tìm được tin tức của sư tôn hay không. Lý Hàng Y lúc này trong lòng khẽ động, trong đầu không khỏi hiện lên một ý niệm như vậy. Ma môn thánh nữ quảng quảng tương lai dĩ nhiên sẽ nhất thống ma môn lục đạo, trở thành một đời nữ đế, cái này cũng xác thực rất mạnh, nếu như đây là thật mà nói. Nhìn những lời này trong nhật ký, khóe miệng Lý Hàng Y khẽ nhất, lắc đầu mặc dù nàng chưa từng nghi ngờ thân phận người ngoài trời của Diệp Lăng Trần. Nhưng đối với những lời Diệp Lăng Trần nói, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Dù sao suy tính tương lai, đây đã không phải là chuyện nhân lực có thể với tới. Đây chính là thần thuật. Chương không chính Diệp như theo rất hiếu kỳ, phu vi thê cương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong đường phố phồn hoa náo nhiệt của Tuyết Nguyệt Thành, có một khách sạn xa hoa khí phái tòa khách sạn này ở trong tuyết nguyệt thành cũng có rất có danh tiếng rất được một đám hiệp khách lui tới tuyết nguyệt thành cùng với một ít đệ tử thế gia yêu thích lúc này ở lầu hai trong một sương phòng lịch sự tao nhã sạch sẽ có một nữ tử mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây nữ tử này duyên dáng uyển chuyển hàm xúc thân thể thon dài phản phất là tập hợp giang nam thủy khí ôn nhu quần áo mỏng dáng sát vào thân thể uyển chuyển của nàng phát họa ra dáng người có lồi có lõm Tam thiên thanh ti dùng dây tóc tơ lụa tinh xảo buộc lại, một sợi rũ xuống trước ngực hơi phồng lên của cô. Đôi mắt nàng như nước, tản ra ánh mắt cơ trí. Mà khuôn mặt như tuyết, trắng nõn dị thường, hai gò má để lộ ra một vệt đỏ ửng không bình thường. Làm cho cả người càng thêm kiều diễm linh lung, đồng thời càng có loại cảm giác nhu nhược. Nàng nhẹ tựa vào cửa sổ nhìn cảnh tượng thê lương lạnh lẽo của Nguyệt Thành trong màn đêm tuyết rơi, cũng than nhẹ một tiếng, trong mắt linh Quang ảm đạm gió nhẹ phất động, thổi bay sợi tơ nhỏ rủ xuống trước ngực cô, cả người càng giống như bươm bướm theo gió bay lên. Cô chính là Diệp Nhược Y. Không nghĩ tới vừa đi tới Tuyết Nguyệt Thành liền nhận được một quyển nhật ký thần bí. Hơn nữa việc ghi chép trong đó cũng có chút thú vị. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra một tia dị sắc. Cách nhật ký này xuất hiện cực kỳ thần kỳ. Như là trống rỗng xuất hiện. Trực tiếp xuất hiện trong phòng nàng vừa mới bắt đầu trong lòng nạn còn tràn ngập cảnh giác nhưng sau khi mở nhật ký ra cô mới phát hiện thì ra đây chỉ là một quyển nhật ký bình thường mà đặc biệt bình thường ở chỗ nó và các nhật ký khác bình thường cũng dùng để ghi lại cảm tưởng hàng ngày đặc biệt ở chỗ nhật ký này lại cực kỳ thần kỳ hơn nữa trong đó ghi lại chi kỳ lại càng kỳ quái cực kỳ ly kỳ đây dĩ nhiên là quyển nhật ký của cháu ngoại đại danh đỉnh đỉnh vô thượng đao khách thiên đao tống khuyết trong thiên hạ thiên đao tống khuyết không chỉ danh chấn toàn bộ đại tùy mà còn danh chấn toàn bộ thần châu một đám tân lão đao khách không ai không tôn hắn là thiên hạ đệ nhất đao khách đây còn không phải là điều khiến dịp nhược y khiếp sợ nhất khiến nàng khiếp sợ nhất chính là dịp lăng trần này dường như không phải là người của thế giới này hơn nữa càng là mở miệng các nàng vốn là người trong sách lời nói này làm cho trong lòng nàng nổi lên sóng to gió lớn. Nàng cũng xem qua rất nhiều kịch bản, tự nhiên biết Diệp Lăng Trần nói người trong sách đến tột cùng là có ý gì. Tuy rằng nội tâm nàng đối với cách nói mình là người trong sách cười nhạt, nhưng xét thấy quyển nhật ký này xuất hiện cực kỳ thần kỳ. Cho nên nàng cũng bảo trì thái độ quan sát. Mà sau khi đọc hết từng chữ, trong đôi mắt to xinh đẹp của Diệp Nhược Y lại tràn ngập ánh mắt tò mò. Tên này cũng thật là tâm lớn. Đế Vương cũng không dám nói ông Đồng Thiên Hạ tuyệt mỹ nữ tử, hơn nữa trong đó còn bao gồm Di Hoa cung lớn nhỏ cung chủ, Tuyết Nguyệt thành vô thượng kiếm khách Tuyết Nguyệt kiếm tiên bực này tuyệt cường tồn tại. Nhưng xem ra tên Diệp Lăng Trần này thật thú vị. Hơn nữa ở tuổi 18 lại có thể làm được một chọi một trong tông sư, thực lực này ở Bắc Ly Trung cũng ít người có thể làm được. Cũng chỉ có Sở Hà Ca ca năm đó mới có thể thắng được một bậc. Nói như vậy, dịp nhược y buông nhật ký xuống trông về phía trăng tròn treo cao trên không trung thần sắc tràn đầy sầu não đáng tiếc ta nhưng là không có bao nhiêu thời gian có thể sống dù sao tiên thiên tâm mạch không được đầy đủ có thể treo mạng đến nay cũng là toàn bộ dựa vào những kia quý giá dược liệu vừa nói xong cảm giác tay phải cùng nhật ký tiếp xúc truyền đến một trận cảm giác run rẩy tê dại dịp nhược y nhịn không được mở đôi mắt đẹp nhìn về phía nhật ký chỉ thấy từng mảnh văn tự như măng mọc sau mưa nhanh chóng xuất hiện trên tờ giấy màu vàng nhạt nhìn nội dung mới ra con ngươi nàng nhìn không được hơi co lại bàn tay nhỏ bé nhẹ che cái miệng nhỏ nhắn đang mở to tôi cũng không muốn tương lai trở thành người đàn ông ngay cả vợ mình cũng đánh không lại dù sao mấy chữ viêm khí quản này ngẫm lại liền không rét mà run hơn nữa những nữ hiệp này một người so với một người có thể lăn qua lăn lại một người so với một người có khả năng ngay cả dịp nhược y nữ tử điềm đạm nho nhã như thu thủy này cũng có thể trở thành tuyệt thế cao thủ chỉ cần đem tâm mạch của nàng không hoàn toàn chữa khỏi cho nên tại cái này thần châu thế giới nếu muốn xác lập phu vi thê cương nhất định phải có thực lực cường đại quên đi nếu đêm nay đã khuya cũng nên đi ngủ thức đêm dễ dàng đột tử cuộc sống tốt đẹp của tôi vừa mới bắt đầu cũng không thể tráng niên mất sớm như vậy dịp lăng trần kết thúc viết nhật ký ngã đầu liền chìm vào giấc ngủ. Hừ, còn biết thức đêm sẽ đột tử a? À? Yêu Nguyệt tức giận lên tiếng. Lúc này nàng cắn chặt răng bạc, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn bằng ngọc lúc này lại thay đổi biểu tình muốn chọn người mà cắn. Diệp Lăng Trần cái tên này há mồm ngậm miệng chính là nói nàng yêu đương não. Tôi có khẩu vị thấp kém như vậy sao? Yêu Nguyệt không khỏi đôi mắt đẹp ngưng trệ lẩm bẩm. Không, ta làm sao có thể là loại người như vậy? Lắc đầu, trong đôi mắt đẹp yêu nguyệt một lần nữa khôi phục tỉnh táo. Bất quá tên này ngược lại còn có chút thực lực, lại có thể lực địch tông sư cao thủ. Tuy rằng trong lòng cực kỳ không muốn thừa nhận Diệp Lăng Trần tiểu tử này thiên phú không tầm thường, chỉ mới 18 tuổi đã có thực lực cường đại như vậy. Nhưng là nàng suy nghĩ một vòng, cũng không có tại Đại Minh tìm ra một cái có thể cùng Diệp Lăng Trần tương đương cùng thế hệ thiên tài. Như vậy cũng tốt, lần sau gặp được có thể không cần suy nghĩ lưu thủ yêu nguyệt tà mị cười một tiếng toàn bộ đại điện trong nháy mắt đều sáng ngời lên lúc này trên lĩnh nam vương phủ có hai nữ tử tuyệt mỹ nhất định mất ngủ tống ngọc trí hai tay cầm quyển nhật ký mở ra trong đôi mắt đẹp tràn đầy hồ nghi trán nàng trơn bóng như ngọc lông mày nhỏ thanh hành mũi quỳnh cao thẳng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch một đôi mắt đẹp lại càng linh động vô cùng một bộ sim y màu ngọc bích phát họa thân thể ngây ngô vừa mới phát dục của nàng vừa vặn. Hừ, mặc dù không biết biểu ca từ nơi nào lấy được quyển nhật ký này, nhưng là hắn ở trong nhật ký theo như lời cũng là không có một chút độ tin cậy. Đối với lời nói của biểu ca, nàng nửa điểm cũng không tin. Với tiêu chuẩn như biểu ca, hắn làm sao có thể địch thích khách tập sát? Hơn nữa biểu ca còn ở trong nhật ký thổi phòng thực lực của cao thủ cảnh giới tông sư địch loại lý do thoái thác này sao cô có thể tin chứ mà nàng cũng chưa từng nghe thấy trong vương phủ có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào tống ngọc trí chỉ vào quyển nhật ký trong tay lẩm bẩm nói ngày thường biểu ca thường nghiêm trang khoe khoang thực lực của mình với tỷ tỷ ta biết đây là bởi vì ngoại giới những tên khốn kiếp kia đối với biểu ca vũ nhục thậm chí ngay cả kia đáng giận nhị ca cũng là như thế lúc này mới để cho biểu ca trên người có quá lớn áp lực nàng chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói hư những người này nhất định là bởi vì biểu ca quá đẹp cho nên mới sinh lòng chửi bới như vậy nói xong nàng lại giơ lên nắm đắm nhỏ vẻ mặt kiên nghị biểu ca ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành cường giả chân chính trở thành nhân vật tuyệt thế như cô cô bên kia một khuê phòng trang trí cực kỳ trang nhã ấm áp bên trong cũng có một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại chưa ngủ say cô nghiêm túc nhìn quyển nhật ký mở ra trong tay, trên mặt cũng có quá nhiều biểu tình, chỉ có trong đôi mắt đẹp có ôn nhu tràn đầy. Trong đầu nàng thường xuyên hiện lên một hình ảnh. Đó là một tiểu nam hài kiên nghị cầm một cái nhẫn gấp thành có kiên định nói với một tiểu nữ hài, tương lai ta nhất định sẽ cưới ngươi. Dịp lăng trần, bất luận bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi. Một đạo thanh âm ôn nhu ở trong khuê phòng phiêu đảng cuốn quanh, thật lâu không tiêu tan. Chương 10 Tổng bang khiêu khích, đào khí đẩy lui. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngô, vậy ngủ đi. Đóng quyển nhật ký lại, ông nó vào lòng, sau đó dùng chăn đắp đầu nhỏ, Hoàng Dung cũng đi vào giấc ngủ. Hy vọng ngày mai mặt trời mọc sớm một chút. Liên tinh thổi tắt nến, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua ánh trăng sáng tỏ như nước bên ngoài. Ngày hôm sau, gió sớm thổi tan sương mù, giống như mặt trời đỏ rực trên bầu trời xua tan bóng tối cùng âm lãnh, cho khu vực rộng lớn ấm áp cùng sinh cơ. Lĩnh Nam Vương Phủ, mấy trăm hào gia đình tỳ nữ nhóm nhau nhau dậy sớm, trên mặt mỗi người đều nhiễm một mạc kim hồng ý cười. Dưới sự hầu hạ của tử linh, Diệp Lăng trần mặt quần áo rửa mặt xong, quay đầu hỏi tử linh. Cậu tôi còn chưa xuất quan sao? Ách, nhị lão gia trước đó từng có dặn dò, vương gia lần này bế quan sẽ rất lâu, phỏng chừng mấy tháng này cũng sẽ không xuất quan. Tử Linh hơi trì trệ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vội vàng hồi đáp. Nàng đương nhiên biết Diệp Lăng Trần nói cậu là chỉ ai. Sau khi nàng giúp công tử rửa mặt mặc quần áo, mới phát hiện công tử hôm nay hình như không giống với dĩ vãng. Công tử trước kia tuy rằng không có một bộ túi da tốt, nhưng ánh mắt lại thường xuyên dao động, không đủ kiên định. Mà hiện tại công tử nhà mình lại là ánh mắt kiên nghị, trên người càng có một cổ khí chất tự tin lưu chuyển. Cộng thêm ngũ quan bạch tạm tinh xảo như công tử, tinh màu sáng chói, sống mũi cao ngất, thân hình thon dài, nội tâm tử linh không khỏi gọi thẳng yêu nghiệt. Đồng thời trong đầu nhỏ của nàng không khỏi bay qua một câu. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Được, ta biết rồi. Diệp lăng trần gật đầu, tiếp tục phân phó. Hôm nay như thường ngày, mang theo chút đồ ăn, theo ta đi hậu sơn luyện công vâng công tử tử linh lắc lư dáng người uyển chuyển xoay người đi xuống chuẩn bị khi mặt trời đã trở nên vàng óng ánh nóng rực lúc một đôi nam nữ một trước một sau chạy tới sau núi nam tử phía trước thân hình thon dài dung nhan tuấn mỹ thân mặt một bộ bạch y bên hồng đeo một thanh đao rộng tự có một cổ khí chất phiêu vật phiêu tán phía sau nữ tử tỳ nữ ăn mặc một đôi mắt đẹp ba quan lưu chuyển mặc dù là thị nữ phục sức khó có thể che giấu này uyển chuyển dáng người. Tay ngọc của nàng nhẹ sách giỏ trúc, tầm mắt vẫn đặt trên người nam tử phía trước. Hai người này tự nhiên là Diệp Lăng Trần và Tử Linh. Đến rồi. Nhìn núi rừng xanh ung tươi tốt trước mắt, Diệp Lăng Trần dừng bước, mở miệng nói. Ngọn núi lớn này tuy rằng chiếm diện tích bao la, nhưng là cũng không cao điểm, toàn bộ ngọn núi giống như bị lột đi đỉnh núi bình thường nơi này chính là phía sau núi lĩnh nam vương phủ cũng là nơi tu luyện bình thường của con cháu tống gia nghe trên đỉnh núi truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt cùng các loại tiếng thét to tử linh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch khuyên nhủ công tử nếu không hôm nay chúng ta không lên núi đi nghĩ đến ngày thường tống gia những đệ tử kia đối với dịp lăng trần chăm chọc ánh mắt tử linh cước nặng như rót chì không có việc gì ta là tới luyện công sự trấn định và kiên định trong lời nói của dịp lăng trần dường như cũng lây nhiễm tử linh tử linh gật gật đầu liền đi nhanh về phía trước thậm chí đi tới phía trước dịp lăng trần trên đỉnh núi chính là một mảnh đất trống trải trong đó linh tinh dựng đứng từng dãy lầu cát những lầu cát này chính là nơi tu luyện của những người có thực lực hoặc có địa vị trong tống gia mà khoảng đất trống giữa lầu cát lại là loạn thạch ngổn ngang một đám đệ tử tống gia mặc hoa phục cầm trong tay trường đao hình dạng khác nhau, hoặc một mình tu luyện, hoặc top 5 top 3 giao thủ với nhau, kim thiết giao kích, khắp nơi đều là các bay đá chạy. Khi dịp lăng trần đi lên đỉnh núi, từng đạo ánh mắt mang theo xem xét lập tức ngưng tụ mà đến. Tử Linh nhất thời cảm giác hô hấp có chút khó khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Dịp lăng trần đi nhanh hai bước, một tay kéo Tử Linh ra phía sau, đón ánh mắt mọi người đi về phía lầu các thuộc về mình bốn phía người đều áo gấm bội ngọc, càng có tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Tuy rằng những đệ tử tống gia này phần lớn nhìn hắn ánh mắt mang theo khinh miệt. Nhưng dịp lăng trần không khỏi cảm khái trong lòng. Nội tình của môn phiệt quả thật cường đại. Môn phiệt đệ tử mỗi người đều khí chất không tầm thường, khó trách có thể tranh bá thiên hạ. Hắn hơi cảm ứng đã phát hiện hơn 10 vị cao thủ cảnh giới tiên thiên. Trong này còn có mấy vị là tiên thiên ngũ lục trọng cảnh những người này mỗi người khí tức cô động, nội tức hùng hậu, xa không phải trên giang hồ cao thủ bình thường có thể so sánh. Trong lòng Diệp Lăng trần chấn động, nhưng ngoài mặt lại phong khinh vân đạm. Hả? Đột nhiên một đạo thân ảnh khôi ngô chặn ở trên đường Diệp Lăng Trần đi tới. Nhìn đôi mắt tam giác trên mặt hắn, trong đầu Diệp Lăng Trần hiện lên một cái tên, Tống Bang. Người này chính là đệ tử phụ hệ Tống Gia, tuy rằng dáng người khôi ngô, nhưng cũng không phải là người luyện võ một thân thực lực hiện giờ bất quá là cảnh giới hậu thiên đỉnh phong ngươi làm gì vậy không thấy công tử muốn đi qua nơi này sao còn không tránh ra đối với tống bang đi ra chặng đường tử linh tuy rằng trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ sợ hãi nhưng vẫn kiên trì quát to tử linh diệp lăng trần chính là phế vật không bằng ngươi theo ta đi tống bang liếm liếm môi cực nóng nhìn tử linh hắn đã sớm mơ ước tử linh thật lâu dù sao dung mạo dáng người của tử linh ở trong thị nữ lĩnh Nam Vương Phủ có thể nói là tuyệt sắc. Mà thị nữ này lại trở thành thị nữ của phế vật Diệp Lăng Trần. Mặc dù Tống Ban hắn là đệ tử phụ hệ, nhưng hắn ý thực lực mạnh hơn Diệp Lăng Trần. Thậm chí trong lòng hắn đã sớm coi tử linh là độc chiếm. Hừ, ta là tỷ nữ của công tử, cả đời là tỳ nữ của công tử. Người mau tránh ra, đừng trì hoãn công tử tu luyện nhìn cái cầm tử linh ngẩng cao lên cùng với sự chán ghét toát ra trong đôi mắt đẹp trong lòng tống bang nhất thời nổi lên một cổ lửa giận vô danh hắn tiến lên một bước hướng dịp lăng trần quát to dịp lăng trần ngươi có dám cùng ta một trận chiến nếu là ngươi thua liền đem tử linh tặng cho ta lúc tống bang khiêu khích dịp lăng trần đám đệ tử tống gia xung quanh cũng vây quanh ánh mắt mọi người lưu chuyển trên người hai người có chút ánh mắt đảo qua tử linh thì dừng lại Mọi người túng năm tụng ba nghị luận sôi nổi. Diệp lăng trần phế vật này ta đã sớm nhìn hắn khó chịu, tử linh đẹp như vậy nha đầu lại là hắn thị nữ, ai, không nghĩ tới lúc này đây bị tống ban cho đoạt trước. Ai không biết gia chủ thiên vị Diệp lăng trần, thậm chí ngay cả thiên đao bát thức cũng dạy cho hắn, ngay cả sư đạo biểu ca cũng không có đại ngộ này. Chỉ bằng tống gia tiếu ngươi cũng dám đi đắc tội Diệp lăng trần thanh niên nam tử tên là Tống Gia Tiếu mặc một bộ quần áo đỏ thẫm, bị người trực tiếp làm mất mặt cũng không tức giận. Hắn ngược lại là khuôn mặt tươi cười nghênh đón nam tử vừa mới nói chuyện, oán giận nói. Kỳ ca, đây không phải là việc lăng trần làm mất mặt tống phiệt chúng ta sao? Tu luyện thiên đao bát thức hơn 10 năm, vẫn là chỉ học được gia lông, hơn nữa đến nay vẫn chỉ là hậu thiên trung kỳ. Con cháu tống gia chúng ta ai mà không muốn đánh hắn một trận chứ? Hơn nữa hắn vốn không phải người tống gia chúng ta, lại ý vào mẫu thân hắn được gia chủ thiên vị. Tất cả mọi người đang nói gia chủ tuy là thiên hạ đệ nhất đao, nhưng là đầu óc nhưng là luyện đao luyện hồ đồ. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người xem chúng ta tống gia chê cười đâu này, đặc biệt là mặt khác mấy nhà môn phiệt người. Anh Kiệt mà anh lấy lòng này lại rất thân thiết với tống sư đạo. Cho nên cho dù là bị đối phương đánh mặt, hắn cũng chỉ có thể bồi thường khuôn mặt tươi cười. Hừ. Yên tâm đi, sư đạo biểu ca sẽ không cho phép phế vật này làm tống việc chúng ta mất mặt. Thanh niên nam tử gọi, kiệt ca, gật gật đầu, lạnh lùng nhìn thân ảnh tuấn giật dằn co với tống bang. Nhìn nam tử khôi ngô chặn ở phía trước hắn, dịp lăng trần nhướng mày, một bước bước ra, đao khí khủng bố trên người trong nháy mắt bắn ra. Cúc. Thân ảnh như núi nhỏ nhất thời bị đao khí khủng bố đánh lui ra, lộ ra con đường đi thông lầu cát, sắc mặt tống bang lúc này trắng bệch khóe miệng thậm chí chảy ra một vệt máu mọi người chung quanh lúc này giống như bị bóp cổ đều khiếp sợ nhìn thân ảnh tuấn giật trong sân TS người mới phấn nộn sách mới tuyên bố quy cầu tất cả số liệu cầu hoa tươi đánh giá cầu vé tháng 360 độ quay cuồng các loại cầu tân nhân phấn nộn sách mới tuyên bố quy cầu hết thảy số liệu cầu hoa tươi đánh giá cầu vé tháng 360 độ lăn lộn các loại cầu. Tân nhân phấn nộn sách mới tuyên bố, quy cầu hết thảy số liệu, cầu hoa tươi đánh giá, cầu vé tháng, 360 độ lăn lộn các loại cầu.